Chị Phương, ở trước cô có vẻ là có cây chặn đường rồi. Khu rừng này là tôi cũng hay nghe cái bọn trộm nó đánh giá 5 sao đó. A few minutes later. Có vấn đề, tấn công, giật cắt, đánh bọn mình. Vụ cướp trong tuần. Bonus thêm quả đánh rồng cực chills với một cái cánh còn lại, một sức mạnh phi thường. Quạt một cái, Adaka và Small bị quạt ra, bụi vẫn bay tứ tung trong căn phòng. À, con rồng, cái lượng điện nó tụ ở trong miệng đã đủ rồi. Cái không gian tràn đầy tĩnh điện. Game này tập trung vào hướng dẫn người mới cách chơi Dungeons and Dragons. Trong 5 người chơi thì có 4 newbie và 1 OB Among Us. Thử xem bạn có đoán được ai là OB không? Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là những người được hiện tên trên màn hình. Nhớ các bạn mà video này mới có nhạc nền bản quyền hoành tráng đó. Vụ trộm thế kỷ, gạch đi, vụ trộm trong tuần. Băng cướp 40 tên, nhưng mà có 5 tên này là làm việc với nhau ăn ý hơn cả, sảnh mảng, lười biếng cùng nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần giới thiệu của từng nhân vật. Khi giới thiệu, chúng ta sẽ giới thiệu thứ nhất ngoại hình của nhân vật, thứ hai tính cách của nhân vật, và thứ ba là phong cách chiến đấu của nhân vật. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Goose. Goose chơi nhân vật William. Ok, nhân vật của em thì tên là William Silverbeak. Nó là một con Kenku. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy mặc dù Kenku thì nó hay đại diện bởi cái race người quạ. Nó là bình thường nó là người quạ cơ. Tuy nhiên thì con Kenku này là một con vẹt, một con blue parrot. Nó không to lắm, nó là size medium, nhưng mà nó là gần như là bottom của medium. Nó khoảng 5m6 gì đấy, lùn. Và lúc nào ôm theo một cây đàn và đội mũ, lúc nào còn trong trạng thái kiểu như là đang kiểu lơ mơ. Về tính cách, William nó là một đứa rất lười. Tuy nhiên thì nó có một cái spell tên là Unseen Servant. Nó có thể triệu con Servant làm gần như là mọi thứ cho nó. Nó về đây là bình thường thì nếu mà không có việc gì gọi là quan trọng thì nó sẽ không trực tiếp động tay và làm bất cứ thứ gì cả. Và trừ việc nói ra, nó sẽ cố gắng tránh xa khỏi combat nhất có thể. Nói được thì nói, thoát được combat thì thoát. Tuy nhiên là nếu mà bắt buộc phải combat thì nó sẽ giữ vị trí ở tầm xa. Nó sẽ đùn đẩy trách nhiệm, báo cáo cho người khác. Cảm ơn Goose đã giới thiệu nhân vật William. Tiếp đến, chúng ta có nhân vật Small của Yang Jing. Con Small của em cũng là một con Kenku, bởi vì nó nhỏ con hơn so với những bạn cùng băng cướp, thế nên được gọi là Small. Nó là một monk, một nhà sư, bởi vì nó từng được theo học một ông sư khi còn đang lưu lạc lúc ngày bé. Nó theo một trường phái bóng tối, có khả năng cận chiến, kiếm ngắn hoặc là tay không đều ổn. Tính cách thì nó hơi vị kỷ và sẽ chỉ tốt với những người từng giúp nó. Về nó thì những kẻ mà không tự cố gắng thì không xứng đáng được tồn tại. Ok, cảm ơn Yang Jing đã giới thiệu nhân vật Small, là một võ sư. Tiếp đến chúng ta có nhân vật Ranrock của Hùng. Một con goblin có kích thước là Small, nhỏ hơn những con goblin bình thường. Là bởi vì thân hình quá nhỏ nó vậy nên nó thường không hợp đánh nhau, nên nó quyết định là sẽ chọn cách ám sát. Vì nó goblin nên nó có một sự ám ảnh đối với lại những thứ sáng bóng, đúng hơn là những đồng vàng. Nó thấy cái gì mà nó thích thì nó tìm cách mà đạt được nó. Trong combat thì tìm cách lẩn trốn và ám sát kiểu ăn hôi. Ok, cảm ơn Hùng đã giới thiệu nhân vật Ranrock. Tiếp đó chúng ta có nhân vật Adaka của Otis, Bugbear Barbarian. Nhân vật của em là Adaka. Nó là một con Bugbear có kích thước khá lớn, thì khoảng tầm 1m4. Vì nó là một Barbarian nên có cái tự nhiên là đánh trận chiến nhiều hơn. Về tính cách thì nó tưởng cái con đó nhiều. Dạ, em xin hát. Ok, cảm ơn Otis. Cuối cùng chúng ta có nhân vật Zaka, là một Half-Orc Barbarian của Shen. Zaka lớn lên từ đường phố, phải tìm cách để kiếm những cái đồng tiền và để sinh tồn trong cái đường phố khắc nghiệt, thì anh ấy hình thành cái tính cách là chỉ tin vào bản thân mình, xong vùng cái cuộc chiến bằng cái phong cách là hung bạo nhất, chẻ đôi kẻ thù và tìm những cái kho báu. Ok, vậy là chúng ta có 5 tên cướp để bắt đầu game. Những tên cướp này, Adaka, Small, Zaka, Ranrock và William, đã lang thang trên sa mạc được vài ngày trời rồi, và chúng đã tìm đến được cái địa điểm, cái dấu X trên bản đồ, kho báu, một tòa đền thờ đổ nát. Nhưng mà tin đồn rằng ở dưới hầm của tòa đền đổ nát này là một hũ kho báu do một con rồng xanh vơ của những người đi qua sa mạc. Khi mọi người bước đến, mặc dù đã cố gắng lẻn lút nhất có thể, nhưng một tiếng gầm vang dội. Khi mọi người nhìn, con rồng đã phát hiện ra sự xuất hiện của mọi người trong cái đền thờ này. Mắt nó mở ra một màu vàng sáng rực, và cái miệng há ra và những tia sét. Tính tử của tia sét là cái gì nhỉ? Ai xuất hiện ngay tự nhiên mất mấy bạch văn. Sparkling, tiếng Việt là gì? Chớp nhoáng nhé. Ống ánh thì sai rồi. Oh no. Lung linh okay, rồi, những tia sét lung linh. Ok, sao good. Ok. Sao phê nó. Đủ tốt, đủ tốt rồi. Bây giờ chúng ta đã vào
hướng dẫn combat của D&D. Vì trong D&D mình chơi theo phong cách lần lượt, từng người có lượt một, nên là mình sẽ phải xem ai đi trước, ai đi sau, và để quyết định được cái đấy thì mình sẽ lăn một cái xúc sắc cộng thêm một số cái điểm bonus của mình vào. Cái này là initiative, ai nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, đủ 5 rồi. Và đây là combat hướng dẫn, thì là Thiện sẽ cho con quái auto đi sau cùng. Bình thường là quái nó cũng phải lăn. Trong một cái lượt của mình có tốc chạy là thứ nhất, thứ hai là mình có một hành động, mình có thể làm gì đó, và thứ ba là một cái hành động nhanh, một hành động ngắn hơn. Ở trên tờ thông số nó bảo là hành động ngắn thì mình được dùng hành động ngắn đấy. Còn nhìn chung thì các cái nhân vật thường có thể dùng hành động của mình để có thể tấn công bằng vũ khí, hoặc là dùng một cái phép gì đấy để cũng là tấn công, hoặc là thủ, hoặc là buff. William, bạn muốn làm gì trong thường của mình? Thì để đo phát xem nào, chắc là cái chỗ này là dưới 60 feet rồi, nhưng mà cứ đo thử. Ok, đầu tiên là dùng bonus action trước, hành động nhanh trước. Mình sẽ dùng feature của con up eloquent của mình, đấy chính là unsettling word. Mình sẽ sử dụng một bardic dice của mình để trừ 1d6 vào step tiếp theo của nó. Ok, sau đấy mình sẽ dùng action để cast một spell level 1 tên là Tasha Hideous Mockery. Hideous Laughter đúng không? Hideous Laughter. Nó sẽ cần làm cái wisdom save. Và nó phải trừ 1d6 vào rồi tiếp theo. Trừ 1d6, khá chắc là nó fail rồi. Trên roll 20 thì default là nó lăn 2 số. Nếu mà có advantage, có lợi thế thì mình sẽ lấy số cao hơn. Nếu mà bị bất lợi thế, disadvantage thì mình lấy số thấp hơn. Còn nếu không có cả advantage hay disadvantage thì mình quy ước với nhau lấy cái số bên trái. Ok. Tổng ở đây sau khi bị trừ là 9. À, vậy thì nó fail. Nó sẽ lăn ra cười. Con rồng này chắc chắn là biết tiếng common nên nó sẽ lăn ra cười. Miêu tả câu đùa của mình không? Thực ra tôi sẽ nói một cái câu cho mama joke, nhưng mà nói chung là vì vấn đề gọi là tôi chưa chuẩn bị câu joke này nên là tôi để cho sau nói hoặc lúc khác nói. Ok, nó sẽ cười và nó là prone và nó bị incapacitation. Đúng rồi, ngay lập tức con rồng này khi mà vừa liếc đến mọi người và liếc đến William, nghe được câu yoma joke, nó phá lên cười và lăn lộn dưới đất. Cánh của nó đập ra những cái luồng gió thổi bay cát bụi trong căn phòng. William còn muốn di chuyển hay làm gì nữa không? Ok, vậy thì em sẽ dùng movement của em và em move ra sau cái chỗ cột này. Đấy là một cái tường đúng không nhỉ? Ở cái khu vực này đây để em... Xung quanh đây là những cái tường. Ok, vậy thì em sẽ move cho mình. Có một số chỗ bị vỡ. Đấy là sẽ ra ngoài cái ngôi đền đổ nát này. Đúng rồi, lúc sau move tường. Enter. Small. Đến lượt của em. Em là một võ sư. Thường các võ sư hay đến gần và dùng kiếm hoặc là dùng đánh đấm. Em có muốn làm như vậy không? Để đo xem nó đi bao nhiêu bước này. Trong một lượt có chủng tộc ít hơn, nhưng mà mọi người ở đây đều đi được 30 feet, là tổng cộng 6 ô trên cái bản đồ này. Để đo trên bên trái cái màn hình, nhìn đến cái biểu tượng trong dương cái thước nằm ngang, bấm vào đấy và xong mình có thể kéo để đo. Nhưng mà về sau muốn di chuyển thì phải đổi lại sang biểu tượng con trỏ chuột thì mới di chuyển được nhân vật mình, tự di chuyển được nhân vật mình. Sau đó thì em dùng kiếm ngắn short sword đây để em đâm nó cái. Ok, em có muốn miêu tả cái đòn đánh của mình không? Thì Small chạy thẳng đến bên dưới chân con rồng, thì con rồng nó khá to và nó rút kiếm và đâm vào chân của nó. Đâm vào mắt cả chân của con rồng. Hiện tại con rồng đang nằm ngửa ra cười sằng sặc và vẫy cánh. Small chạy đến, chạy đến với thanh kiếm half shielding với 23, vì con rồng đang nằm nên là mình có lợi thế lấy cái số cao hơn, trúng gây 7 sát thương cho con rồng đang giữa cơn cười mà ăn đam đau quá, nên là nó sẽ xem thử cái wisdom save phát. Wisdom save phải được ăn Tết nhưng mà chắc là không qua. Vẫn chưa hết cơn cười. Là một monk, là một võ sư, Small có một cái đặc điểm đặc biệt là có thể dùng cái hành động nhanh trong turn của mình sau khi đã tấn công bằng hành động thường để đấm hoặc đá thêm một cái. Thì em đấm nó cái đi, thêm một phát nữa. Vẫn là lấy số cao hơn tại vì nó đang nằm dưới đất. Sau khi đâm kiếm một cái, đấm xuống mặt đất, con rồng sẽ làm thêm một cái save nữa. Mỗi lần ăn đam xem nó có hết cười không. Lần này vừa bị đâm vừa bị đấm vào mông, nó sặc nước miếng một cái rồi tại sao ta lại cười đứa nào. Nó bắt đầu đưa mắt nhìn quanh phòng, cái phần miệng của nó bắt đầu lại lăm le các tia sét. Ranrock là một rock, một kẻ tinh danh. Em có thể dùng đòn đánh xa bằng cung, có đòn đánh gần chạy đếm dùng kiếm. Em muốn làm gì? Anh thì giải thích em về cái cơ chế sneak attack. Hiểu lắm. Sneak attack, cái cơ chế đặc biệt của cái class rock. Khi mà mình có lợi thế trong cái đòn đánh của mình thì mình sẽ được sneak attack. Hoặc khi mà cái kẻ địch của mình đang đứng cạnh một cái đồng đội của mình thì nó bị phân tâm và mình bắn cũng có thể có sneak attack. Hiện tại nếu mà Ranrock bắn vào con rồng này,
tại vì Small đứng cạnh nên là được Snake Attack. Tôi sẽ dùng Purple để bắn vô rồng. Thiện hay dùng những cái luật cover trong game có thể Friendly Fire. Hiện tại đứng từ Run Rock bắn vào con rồng sẽ phải bắn qua người Zaka, có thể sẽ trúng Zaka nếu mà anh di chuyển đi một chút để cái đường bắn nó không bị qua người bạn bè thì có thể bắn bình thường. Em roll ra 24. Khi mà nhìn trên roll 20 thấy cái số màu xanh là cây là critical hit. Critical nếu mà mọi người chỉ vào cái số 24 này nó sẽ hiện ra là bao nhiêu cộng bao nhiêu, sẽ thấy là trên cái xúc sắc 20 mặt mình lăn được cao nhất có thể là 20 luôn. Đây là một critical hit, còn đây là đam thấp nhất có thể roll. Ôi giời ơi. Mà em roll được thêm cái Snake Attack nữa mà đúng không anh? Đúng rồi. Bấm vào cái Snake Attack trong tờ thông số của em đi. Cái Snake Attack bấm một lần nữa, tại vì crit được 2 lần. Crit được gấp đôi. Tổng cộng 20 đam. Ranrock có muốn miêu tả cái đòn bắn cung của mình không? Bởi vì Zaka quá to lớn và Ranrock quá nhỏ bé nên cậu ta quyết định chơi bắn lên phía trên trời. Trúng không trúng thôi. Và phai hỏa hơn quá, cậu ta là bắn trúng con rồng. Và sau khi để chọc tức con rồng thì cậu ta sau khi tấn công được chạy mà đúng không? Được. Cái đó em sẽ chạy về phía sau này trốn luôn. Ok. Cái này quả. Tiếp đến là Adaka. Là một Barbarian thì nhân vật của em thường ưa thích cận chiến hơn. Và là một Barbarian thì em có một khả năng đặc biệt là nổi giận, hoặc là có người có thể flavor ở đấy là sự tập trung, flavor kiểu nào cũng được. Nhưng về cơ bản khi mà em dùng khả năng đấy thì sẽ một là đánh đau hơn, hai là nhận ít đam hơn. Em có muốn dùng cái khả năng đấy bây giờ không? Chắc là không. Ok. Vậy thì em có thể chạy vào và đánh cận chiến bình thường. Thì em cứ chạy vào và đánh cận chiến thôi. Tự di chuyển cái hình nhân vật của mình trên map. Hiện tại không có lợi thế. Hội 9 là số bên trái thì không trúng con rồng. Sau khi mà nó đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình, con rồng này có vẻ rất lanh lẹ. Khi mà Adaka chạy đến, bổ rìu xuống, nó rút phần chân lại và bước một bước ra phía sau. Chanh! Cái rìu va vào cái nền đá ở bên dưới, kêu một tiếng đinh tai nhức óc, không trúng con rồng. Adaka muốn làm gì nữa không? Sau khi đóng, chạy về, giúp đỡ mình xuống. Có một cái này trong luật D&D là nếu mình chạy ra khỏi tầm cận chiến của một kẻ địch thì kẻ địch đấy có thể dùng cái phản ứng của họ để đánh mình một phát. Trúng hay không thì họ vẫn phải lăn xúc sắc. Giờ nếu mà Adaka muốn chạy ra khỏi tầm cận chiến của con rồng này thì nó có thể dùng phản ứng này nó đánh Adaka một phát. Em có muốn chạy không? Đấy là lựa chọn của em. Cái luật đấy nó áp dụng cho cả người chơi nữa nhá. Nếu mà kẻ địch chạy ra khỏi tầm cận chiến của bọn em thì bọn em cũng có thể dùng một cái phản ứng của mình để đánh với nó một cái. Nhưng hiện tại Adaka đứng yên vị trí thủ thế. Zaka cũng là một Barbarian, em cũng có khả năng tức giận để đánh đau hơn và giảm sát thương cho bản thân mình. Em có muốn làm thế không hay cũng như Adaka chạy đến thôi? Trong tên này thì em sẽ sử dụng khả năng là feature là dựng lên, sẽ tập trung lên và là tiếng là gừng con quái. Là em có feature là Pack of Totem Warrior, có thể cho em mượn cái linh hồn của cái con gấu đúng. Trong khi mà tức giận thì mọi cái đam mà sẽ chịu là sẽ giảm, ngoại trừ cái đam tâm linh. Thì sau đúng đó rồi. Thì em sẽ sử dụng cái Red Sword tấn công một con rồng. Trong cái trạng thái rank thì em sẽ có advantage. Nếu mà em dùng Reckless Attack thì em có advantage. Reckless Attack là đánh mà không để ý đến sự an nguy của mình. Đánh được advantage nhưng mà đối phương đánh mình cũng advantage. Dạ rồi, thì em sẽ sử dụng Reckless Attack. 19, trúng. Em rank là cộng thêm 2 đam đúng không? Em muốn miêu tả đòn đánh của mình không? Zaka lấy cái đại kiếm phía sau, Red Sword phía sau, cặp hai tay, sau đó chém vào cánh con rồng. Một tiếng xoạc, con rồng la lên. Cái cánh bị đứt một đường. Sau đó em kết thúc lượt. Và tất cả mọi người đã đi lượt của mình. Bây giờ là con rồng. Nó nhìn một lượt quanh phòng. Có một đã hiện tại đã có một vài vết thương trên cơ thể. Trông vẫn còn rất hung tợn. Nó quay ra phía của Zaka và lập tức cắn xuống. 17 có trúng giáp của em không? 17, dạ có. Cho những ai chưa biết thì mình so sánh cái số này với cái số giáp của mình. Nếu mà nó cao hơn hoặc bằng là trúng. Giáp của Zaka là 14 nên là 17 trúng. Nhận tổng là 8 đam. Nếu mà có giảm sát thương thì em tự tính và trừ vào máu của mình, tự trừ trên roll 20. Giảm là bao nhiêu? Tại vì hiện tại là em đang dùng rage với cả cái linh hồn của con gấu là em được giảm mọi loại sát thương bằng một nửa. 8 đam này em chỉ nhận 4 nhưng mà vẫn chưa xong. Nó tiếp tục cào hanh phát nữa vào người Zaka. Tất cả đều có advantage tại vì Zaka vừa tấn công Reckless. Tổng cộng thêm 8 cộng 5 13, 13 đam nữa, giảm nửa còn 6. Tường trong D&D làm tròn xuống. Có vẻ là khi mà nấp sau bức tường, William không còn nghe thấy tiếng cười của con rồng nữa. Tiếng đao kiếm loảnh xoảnh. Ok, có vẻ như là phép của mình đấy tác dụng. Vậy nên em sẽ move đây. Em có thể nhìn thấy con rồng không anh? Có. Em sẽ vứt cho nó một cái shutter spell level 2. Nó sẽ concept. Chắc là để vị trí nào mà không trúng bạn bè đúng không? Để ra không trúng bạn bè chắc chắn rồi. Ok, 14. Okay. Em xem nào, nó rôn chưa nhỉ? Nó rôn rồi đúng không? 14. Xong rồi em sẽ nhìn xem là có ai đang nằm đang gục phải không? Không đúng không? Không có ai đang gục.
Chỉ hiện tại chỉ có Zaka là có một vài vết thương nhưng mà vẫn nhẹ. Quên mất không tặng nó cái Balik nữa thì không sao. Ok, thế thì em sẽ dùng bonus action của em để tặng cho nó một cái Unsettling Word nữa. Nó sẽ bị trừ 1d6 vào cái set tiếp theo. Sau đó em chạy ngược về cover của em. Cái Shatter kể cả Success Save là nó vẫn ăn nửa đam đúng không? Nó vẫn ăn nửa đam. Tất cả những cái đồ gọi là in organ, nó kiểu như là đồ của sắt, gỗ, thép các thứ ở trong cái vùng của Shatter thì sẽ đều bị gọi là clear hết. Vậy đam là bao nhiêu? 11. Ok, nó sẽ nhận 5 đam. Một cái âm thanh đinh tai nhức óc phát ra. Con rồng này mặc dù là nó đã tránh được cái phần lớn của cái lượng đam đấy nhưng mà vẫn phải ôm đầu. Những cái mảnh bức tượng ở xung quanh nó vỡ hết ra và bên trong đấy loảng xoảng những vàng bạc châu báu từ trong cái bức tượng vỡ rơi ra. Và mọi người cũng đã thấy một phần của cái cửa sập đi xuống tầng hầm ở chỗ cái đầu cái tượng này giờ đã vỡ rồi. Smile. Thì em tiếp tục di chuyển sang bên cạnh con rồng và tiếp tục chém nó một phát bằng thanh kiếm ngắn. Sau đấy thì lại bổ thêm một đòn đấm nữa đúng không? Em vẫn được ngồi như thế đúng không? Được. Và em tiếp tục như lần trước, tiếp tục chém nó bằng một phát kiếm ngắn. Khá mà như là trượt đúng không anh? Trượt. Trượt thì vẫn được đấm đúng không anh? Vẫn được đấm. À. Nhưng mà cũng trượt tiếp. Có vẻ con rồng này bây giờ nó né hơi kinh. Ba người bao vây nó nhưng mà nó vẫn cứ chân này chân kia né bên trái né bên phải. Smog có muốn làm gì nữa không trong lượt của mình? Run Rock thấy ba người đang chết vật với con rồng bên trong quá, cậu ta quyết định dùng kẽm lên chạy vào phía trong. Fury of the Small là tài được trong hết combat hay là chỉ một lượt thôi? Một lần và em phải nghỉ thì mới hồi lại được cái khả năng đấy. Kẽm bắn con rồng 14 xuống lăn đêm. Em có thể tích luôn vào cái Snake Attack thì khi mà lăn đam thường là nó cũng cộng luôn cái đấy vào cái có cái dấu tích ở bên trái. Ok, 10 đam. Em có muốn dùng cái Fury of the Small không? Có, dùng luôn là... Vậy tổng cộng là 13 đam. Đáp là thêm 3 đam. Đúng rồi, phát này bắn vào cái chỗ bả vai của nó. Vậy là cái di chuyển của nó cũng cảnh khó hơn một tẹo rồi. Về cái tay đấy, Adaka tiếp tục tấn công tiếp bằng cây thì anh mười chục mà cái phát diều này có vẻ là nó cũng đỡ được một phần nào bằng cái tay bên trái của nó, không gây quá nhiều đam. Zaka thì hiệu ứng ren của cơ em hồi nãy còn hay là vẫn còn được đến 1 phút là 10 vòng 10 lượt. Thế thì em vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Red Sword và chém cho đứt hẳn cái cánh của con rồng này. Ok, chém đi em. Em vẫn sẽ sử dụng Reckless Attack. Vẫn là sẽ là nó là 13 đam. Với cái nhát chém thứ hai này. Okay. Phần cánh bên trái của nó bây giờ nát bươm. Sau đó là em kết thúc được. Cuối vòng sau khi tất cả thôn của mọi người là đến lượt của con rồng, mắt nó đầy giận dữ nhìn xung quanh, nó phải bắt đầu phải xem xét tình hình. Có vẻ nhìn thấy Small là người nhỏ bé và yếu đuối hơn nên nó sẽ tập trung đánh vào Small. Cũng lại một combo, cắn một phát rồi cào hai cái. 6 chắc chắn là trượt. Giáp của em là 15. Thế nên là chỉ nhận 11 đam thôi. Cái đòn cắn không trúng là còn 10 máu. Và nó tiếp tục với một cái cánh còn lại, một sức mạnh phi thường. Nó xoay một vòng, quạt một cái, nó tất cả mọi người xung quanh. Zaka, Adaka và Small, tất cả mọi người lăn cho Thiện một cái Strength Saving Throw. Zaka là kháng thành công, lăn được đúng cái số cần thiết 15 hoặc hơn là thành công. Adaka và Small bị quạt ra 10 feet. Mọi người thấy khi mà Adaka và Small giật ra ngoài, bụi vẫn bay tứ tung trong căn phòng. Và con rồng lần này có vẻ là cái lượng điện nó tụ ở trong miệng đã đủ rồi và bắt đầu nhả ra. Cần tất cả mọi người đang đứng trong cái đền lăn cho Thiện cái Dexterity Saving Throw. Hơi đau. Của em vẫn là Aventic hay là Normal? Chỉ hiện tại chỉ có mỗi William đứng ngoài căn phòng là không phải lăn. Cái căn phòng này, cái không gian đầy tĩnh điện. Những ai mà lăn dưới 15 nhận 23 đam điện. Rồi em chết rồi. Hy sinh luôn rồi đấy. Hy sinh thì chuyển về không phải, không số âm đúng không? Khi mà về không máu, mình vẫn chưa chết hẳn. Nhưng mà mọi người cứ tạm thời chỉnh trừ đúng số máu đi, rồi Thiện sẽ tiếp tục. Và sau khi mà khạc ra điện, mọi người thấy con rồng bây giờ một cánh đã tàn tạ, cánh kia vẫn còn. Nó cười khà khà và nói rằng: Với cái tên này, ngon như có rồi chưa rồi đấy. Rồi nhá.
Rồi điên, lùi đầu với tên kia. Mọi người nghe này, giọng nói quen thuộc. Ngủ lâu nhờ, quá giờ trưa rồi, dậy, dậy nhanh. Từ con rồng phát ra, Ranrock và Small, hai người đã hết máu. Hiện tại cảm thấy tai đau nhói. Khi mà hai người choàng mở mắt, thấy chùm của băng cướp đang đứng cạnh chỗ võng ngủ của hai người và kéo tay mọi người gọi dậy. Adaka, Zaka và William hiện tại thì vẫn còn đang lơ mơ, dãi vẫn chảy. Mấy cái tên, các người biết là chúng ta đã không có gì ăn, không có thu nhập gì trong gần 2 tuần qua không? Vậy mà các ngươi ngồi đây để ngủ được ạ? Đi làm. Hắn đang định kéo hai người kia thì trượt chân ngã và bây giờ tất cả mọi người, kể cả Adaka, Zaka và William cũng đã lờ mờ tỉnh dậy rồi. Mọi người nhận thấy gần đến trưa rồi, đẹp trời như bao ngày khác. Cái mùi thức ăn sóc nướng, người thanh niên mà làm bếp đang chuẩn bị rồi. Nhưng sao vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ combat tutorial. Damn. Em bảo mình chả có gì ăn thì bây giờ mình ngủ cho đỡ đói đi anh, đúng không? Để đợi mình ngủ để đỡ phải ăn. Cả bọn em đang tiết kiệm năng lượng để khi nào có con mồi mới đi cướp bóc được chứ anh. Có thật thực mà đói chết mới bọc được đéo. Đại ca mà cho em ngủ tí nữa là có thịt rồng ăn rồi. Vậy ra là các người đánh rồng cả. Nhưng mà tình hình là con rồng này có hay không, hay là ta phải bỏ tiền ra để cho các người ăn nào? Em ngủ em nhìn thấy con rồng mặt nó giống anh lắm anh ạ. Đại cơ. Giờ tôi mới để ý giống con rồng cũng hơi giống chủ Ghiêu đấy. Có khi nào chúng ta còn trong giấc mơ không? Thật đấy. Rồi, em tính rồi, đừng đánh nữa. Được rồi, nhìn xem là 2 tuần qua các ngươi đã chưa làm được phi vụ gì rồi. Còn có người còn ném bị mắt. Chả cầu khéo chúng ta phải đuổi các ngươi. Được rồi, tao có cái này cho các ngươi đấy. Một phi vụ có thể khiến cho các ngươi chuộc lấy công chuộc tội. Rồi, hắn tư tư. Đâu rồi? À, đây rồi. Cái này ta không có quá nhiều thông tin. Chỉ biết là sắp có một vụ thương buôn trở hàng và cần người đi cướp. Thì các ngươi có dám nhận không? Chứ không thì các ngươi. Có một món quà khác cho các ngươi. Đây là các ngươi chạy đi cướp hay là ăn kẹo nè. Em thì bị tư đường đại ca. Em bị tiểu đường đại ca nên chắc em sẽ nhận thôi. Thôi đại ca ơi, để em lấy tìm mũi khác ăn chứ kẹo ăn nhiều sâu răng lắm. Ăn kẹo giờ hỏng ngọt tiểu đường đấy. Vậy mà. Nhưng mà các ngươi bây giờ ta các ngươi lấy tiền ở đâu nào? Lấy tiền ở đâu anh? Tất nhiên là lấy tiền đại ca ấy. Đại ca tôi là lấy tiền đại ca ấy, không lấy tiền đại ca thì từ ai? À thế là thiếu phát thẳng trần nhà. Mỗi rồi mỗi đại ca bình tĩnh, chúng ta nghèo rồi mà anh cứ phí lại thế. Thôi xem nào, bán mấy tên này lấy làm lô lấy cũng được khá khá đấy. Tôi được rồi. Nhưng tí về là nó lại cứ ăn vài bữa một ngày không anh? Cảm thấy cảm tình cảm đấy, là nó lại cứ ăn vài bữa một ngày không? Đấy kìa, em hỏi anh thật mà sao lại cười? Thôi được rồi, ta không cần cái gì được nó. Lúc đấy một cái thanh niên goblin khác ra kéo kéo tay đại ca. Anh cơm hú rồi đùi sóc với cả dữ sẵn sàng rồi anh, có gì anh để em tiếp bọn này cho. Không về thấy anh đau đầu, anh mệt quá thì bóp tay. Người biết điều đấy. Được rồi, nhường lại những tên này cho người chúc mày mà. Dạ thư ký tí sẵn sàng để giúp đỡ à. Cảm ơn. Dạ, và như thế tên chùm khệnh khạng bước ra khỏi phòng đến chỗ phòng ăn. Như vậy cảm ơn vì đã ngủ đã cameo hôm nay. Tên thư ký này bước vào cũng là một tên goblin, có vẻ là cũng tầm trung niên rồi, mắt cận lòi, vừa vào trong phòng thì nhìn mọi người. Đây, tao chỉ giúp bọn mày được lần thôi đấy. Đến mai mà vẫn còn chưa đi làm việc là có gì mà ông vào ông nhéo tay hết cả lũ. Bán nô lệ chắc chắn là không bán đâu. Nhưng mà cho ăn kẹo tiểu đường chết đấy. Ok, em hiểu anh ạ. Em biết em nói đùa ấy thôi cho mọi người vui, chứ em biết là đi làm nô lệ cũng khổ lắm, ăn 3 bữa một ngày thì chắc còn là cũng chả được mấy bữa mà chết. Thế bây giờ anh có việc gì cho bọn em à? Anh nói luôn đi. Đấy thì nãy ông ấy cũng
nói qua loa đấy, nhưng mà ông ấy biết chả biết mấy đâu. Vì các bạn ấy sắp có một cái vụ có cái thằng thương gia ở cái làng gần cận kìa, cái thằng làng Phanalen á, là sắp chuyển ít trên danh nghĩa là thực phẩm, nhưng mà theo nguồn tin của mình là có dấu ít đá quý ở dưới đấy để qua cái hải quan thành phố. Chuyến đi này của bọn nó ngày mai á, tao nghĩ là chuyến này cũng làm phi vụ cũng khá khá ấy. Xem bọn mày thử xem đến cái làng Phanalen tìm hiểu thêm tí rồi xem chặn đường cướp bóc bọn nó đi. Ok đại ca, em sẽ nhất định sẽ mang hết số đặc quý về đây. Còn thực phẩm thì em không chắc, thì em sẽ sợ để em hết mất trước đấy rồi. Nói chung là anh yên tâm, cái này là nghề của em rồi anh ạ, nghề rồi. Không, cái này là nghề của tôi mới đúng. Thì nghề giả là nghề, không phải thứ là trả cướp. Ôi giời, tao xin lỗi, nếu mà tao nói nghe giống đại ca, nhưng mà nghề bọn mày thì cũng ngủ. Cái gì vậy? Đấy, bây giờ từ tí em hỏi tí anh ạ, em hỏi anh nghe có vẻ gọi là biết nhiều, anh cho em biết cái xe hàng ấy, ngoài cái thằng đánh xe còn bao nhiêu thằng nữa đi theo anh? Hình như là bọn nó đang, cái đấy thông tin đấy chưa rõ ràng, nhưng mà hình như bọn nó đang tuyển thêm mạo hiểm giả để giúp bọn nó ấy. À thế à? Ờ thế hay đấy anh biết là trong mẹ 40 thằng nhà mình lại có ông nào có cái badge của mạo hiểm giả không? Cái thẻ mạo hiểm giả ấy cho em mượn phát. Thẻ mạo hiểm giả cái đấy là tao biết có 3 thằng trước làm mạo hiểm giả chán rồi giờ làm cướp. Em biết là mẹ mấy thằng mạo hiểm giả mẹ dạo này nó chuyển nghề nhiều lắm anh ạ, làm việc tốt không bao giờ mẹ có tiền ăn đâu, mẹ làm việc tốt nghèo vãi. Mày nói chỉ có chi phải. Đó, bây giờ anh bảo mẹ chúng nó cho em mượn thẻ mẹ ấm giả này, hôm thì bây giờ em gửi thêm 2 thằng nữa, mẹ gửi thêm 2 thằng nữa của mẹ nó mem vào trong mẹ đội ngũ của những thằng mà gọi là đi thuê chúng nó sở ấy, xong bọn em gọi là lừa chúng nó cho. Thế mày ạ, không đảm bảo là gần như là không phải đánh nhau luôn, không đổ máu. Được ạ. À đây thì bọn mày cứ tính tiếp để tao đi tìm 3 cái thằng kia em mà lấy thẻ bọn nó. Tao thấy ấy, bọn mày có thể trà trộn vào này, còn nếu mà trà trộn được hết thì tốt, còn không thì mấy đứa nấp ở đâu đấy trên đường xong rồi cùng ra đánh úp ấy. Em hiểu, gọi là đấy, em để 2 thằng bên ngoài là gọi là kiểu backup anh hiểu không, trong tình huống mà mọi chuyện có vỡ lở ra thì bây giờ mình bây giờ đâm sau lưng chúng nó, còn 2 thằng phải lao từ rừng ra đấy gõ kim chúng nó thì gọi là mới gọi là ăn chắc đấy. Em không thấy một thằng cao 6 feet như em có thể núp được đâu. Đúng rồi. Anh cứ nói mạnh, anh yên tâm, mình có spell chơi úp sọt để úp sọt chúng nó nhiều lắm, yên tâm mình có thể. Nói chung là cứ yên tâm nói chung là kiểu gì chả có các nest cho các bạn úp sọt chúng nó thoải mái. Bạn có cao 6 feet thì bạn có 60 feet thì bạn úp sọt được. Đó, bây giờ bọn em cũng tính rồi. Anh cứ cho bọn em mượn 3 cái này mày ấm giả, hôm sau bọn em vào bọn em xin đi cùng chúng nó. Thế nha, đây bọn em chuẩn bị sang tinh thần đi bây giờ đấy. Rồi, ok. Này, trong lúc mà tao đi hỏi mấy thằng kia, bọn mày có thể vào chỗ gọi là thư viện, cũng chả phải tao thích gọi thế, nhưng mà sếp trả cho tiền mua thêm sách vở cả. Nhưng mà nói chung là bọn mày vào đấy tìm thử mấy cái bản đồ trên đường đi của cái bọn thương gia ấy, xem có chỗ nào bọn mày muốn thích đánh úp thì ra chỗ đấy mà đánh. Ok, anh tốt đấy. Lâu lắm rồi vì không có ai, mẹ cho em mượn sách, một quyển sách em bán ở thư viện, mượn trong thư viện, nó lấy mẹ nó trả của bọn em tận một gold piece một ngày, bọn em chả bao giờ đủ tiền mua, chả bao giờ đủ tiền mượn cả. Nhưng mà xem xong nhớ để lại chỗ cũ nhá. Yên tâm anh ạ, chắc chắn là không có thằng nào ở trong cái team này là sẽ gọi là dùng giấy sách để nhóm lửa đâu anh yên tâm. Lần trước có thằng đang xem xong lấy xì mũi, ôi dồi ôi, tao chả muốn nói. Yên tâm, bọn em sách là lấy chưa đi. Và khi cái ông thư ký này ông đi tìm mấy cái thẻ mạo hiểm giả thì mọi người có thể vào trong cái gọi là thư viện của băng và xem một số cái bản đồ. Thì Thiện đã chuyển mọi người sang cái map khác. Đây là cái ngôi làng đấy. Đi nhanh xong lát nữa mình có thể quay lại nếu mọi người muốn. Đây là ngôi làng mà cái chuyến hàng khởi hành. Đây là một cái địa điểm trên cầu thường và cái băng cướp của mình hay đánh úp. Có một địa điểm khác là trong rừng, cũng là một địa điểm mà anh em trong băng rating 5 sao. Chào chú, em 5 sao thật. Và cuối cùng là cái quán uống rượu, quán nghỉ chân ở giữa đường. Và thường là các cái người buôn bán, các cái người di chuyển đi lại cũng hay đến đây để nghỉ chân. Trong băng cướp là quen ông chủ quán ở đây. Thực ra thì nói chung là priority của mình là đánh trong rừng. Trong rừng thì là cái cung đường này đừng mòn ít người còn lại đúng không? Đúng rồi. Được, đánh trong rừng đi. Tôi nghĩ là nên đánh ở trong rừng. Cầu thì nói chung là đánh chỗ nào ít người thấy là được. Cầu thì hơi thông thoáng quá, mà rừng thì dễ mai phục hơn. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên đánh.
trọ thì kể cả mình có quen ở chủ quán đấy, chắc chắn là vẫn sẽ có người đến uống hết các thứ. Nếu mà mình đánh ở đó thì cũng không tiện lắm. Không, mình không thể là kiểu mai phục ở hai bên cầu, tụi nó chỉ có thể là đi hai bên cầu thôi, còn không lại để nhảy xuống sông. Còn trong rừng này thì bố trí người núp cho đấy được không? Xung quanh hơi thoáng, có nhiều chỗ để núp thì dễ núp hơn. Thực ra thì nếu mà cầu chơi mà gọi là ổn áp nhất mà kiểu như là level cao một tí có fireball thì có thể và ném sập với cầu, ném lúc mà cái đoàn xe đi qua thì mình ném một phát fireball là sập cầu luôn. Nhưng mà mình thì chưa có những cái đấy. Thực ra thì với level này thì có shatter đủ làm sập cầu rồi, nên là mọi người mà đánh cầu thì có thể chơi sập cầu được. Nhưng mà sập cầu xe chơi rơi xuống sâu vậy thì thực phẩm nó dễ bị cuốn theo chiều gió lắm. Thì tùy vào cuốn theo chiều nước. Đúng. Đây, chúng ta mai phục trong rừng. Chúng ta mai phục để cướp đồ chứ không phải để giết người đâu. Đấy, đánh trong rừng cũng được. Đánh trong rừng nhá. Đánh trong rừng thì có để gọi anh em đứng ở xung quanh đấy chờ sẵn. Đến lúc mà gọi là đánh ra một phát là gọi là anh em ra kéo lôi, anh em chui kéo xe đi mất luôn. Đó, là gọi như không để đâu biết luôn đấy. Chúng ta hãy hiểu chỗ nốc. Ví dụ như ở chỗ này này. Để ping trên map thì đầu tiên là dùng cái... Ok, cũng được, vậy cũng được. Nice. Đấy, ở khu vực này thì đường nó nhỏ hơn. Hai em đi cố rộng rạp. Ta phải bị thành công. Mọi người khác có thể hoàn toàn có thể tham gia vào cái đoạn roleplay bàn kế hoạch này cũng được, cứ mạnh dạn chơi. Thực sự là không có phương án nào gọi là người mở ngoặc kép đóng ngoặc kép đúng cả, mọi người muốn chơi kiểu gì cũng được. Đều có cái hay của nó. Trong cái quan sát D&D thì kiểu gì nó sẽ rất là fuck up này. Nên là chúng ta cứ gọi là chuẩn bị tốt nhất có thể thôi. Chúng ta cứ nên đánh trong rừng. Lúc mà kiểu mà cái đoàn xe mà nó rớt xuống nước rồi thì xong mà chúng ta đi nhặt đá quý thì cũng hơi mệt đấy. Báo đấy. Đánh trong rừng đi, kêu anh em ướp sọt. Thực ra nếu mà là đồ ăn dạng lương khô thì có thể vớt được. Tại vì đánh sập cầu nó gọi là phương án gọi là nhanh nhất luôn, đánh sập phát là xong. Đó, còn người thì chắc chắn là lúc đấy thì sẽ có mai phục chạy ra mà bọn nó bị sập cầu cho nó bị choáng. Đây hợp lý, tôi tán thành ý kiến là đánh trong rừng. Đánh trong rừng. Ok, đánh trong rừng được. Mọi người cứ thoải mái đi. Giờ ai phục ai trà trộn đây. Tức là có 3 cái thẻ bài giả nên có thể cho 3 người. Hoặc là một mình em thôi cũng được, tùy mọi người. Còn mai phục thì chắc để hai người có to nhất chặn được cái xe thì hai người có to lớn nhất thì mai phục. Mai phục có thể tạm gian rút ngắn giữa hai bên tấn công từ bên trong. Còn đánh xa thì mai phục tôi có phép có thể. Thực ra nói chung là em muốn hai ba liền đi cùng em để gọi là kiểu như là giả vờ như em là thằng bài kiểm giả gọi là cấp trung, em thuê hai thằng bài kiểm giả cấp thấp đi cùng đấy để gọi là kiểu như là đi cùng em đó cho nó thật, hiểu không? Đấy, một bài kiểm giả silver rank thuê hai thằng bronze rank đi cùng đó để gọi là cho nó uy tín. Hai ông, một ông măng ấy à, một ông rogue này là ở trong rừng, mặc phục ở trong rừng, đến lúc mà đoàn xe đi qua mà kiểu bắt đầu đánh nhau ấy thì hai ông sẽ bắn ranged ra. Đó. Ok. Với cả hai ông kia cơ động hơn nên là đúp cũng dễ hơn nữa. Ok, thế tôi sẽ lấy một hạng kê. Mình cũng phải cần có cơ động nữa. Anh hiểu bọn cảnh sát cơ động với anh, chúng nó không phải cơ động chứ. Ok. Đó, kế hoạch của em là vậy. Okay. Với cả thực ra thì em muốn hai ông có stealth cao để stealth ấy mà. Stealth tôi cao, tôi làm được. Đó, nên hai ba đi cùng em đi. Được, vậy tôi sẽ tán thành ý kiến này. Stealth cao mà lại được cái nát 1. Intelligence tôi trừ 1 nên là... Kế hoạch để bạn lo. Thực ra thì Intel của em cũng là người, nói chung là ở trong này không có ai mastermind cả. Đây là gọi là our character knowledge hết. Ít ra là ông thông minh hơn tôi nên là tôi sẽ để về phần kế hoạch để cho ông lo. Tôi chỉ là tôi sử dụng sức mạnh vật lý. Vật lý à? I cast fist. Nói chuyện, nói chuyện đấm. Không đấm. Cái phục bằng nắm, tức phục bằng nắm đấm. Ok, thực ra ở trong cái quan điểm đi với bọn Barbarian có khả năng, bọn Barbarian có khả năng gọi là intimidation bằng strength ấy. The new stealth bằng strength. Stealth bằng strength. Chúng ta hoàn toàn bí mật nếu không có ai chứng kiến. Phải. Ok, tôi sẽ kiếm anh nhỉ. Cười hết giờ mất. Vậy thì là William, Adaka và Zaka là đến làng cầm ba cái thẻ mạo hiểm giả đúng không? Đúng rồi. Small và Runrock có thể là mọi người vẫn còn cái buổi tối của ngày hôm nay để bàn bạc thêm nếu mà muốn chuẩn bị gì. Vẫn có thể là ngồi bàn cùng với nhau, nhưng hiện tại là ba người William, Zaka và Adaka đến trong làng. Ba cái thẻ mạo hiểm giả của mọi người. Ba cái thẻ mạo hiểm giả. Mọi người khi mà cái ông thư ký đem về thì nhận ra một cái thẻ là hết hạn. Một cái thẻ hết hạn. Nhưng mà có thể là nếu mà không nhìn kỹ thì không thấy. Không sao, đây bọn em có cái này. Em con Kenku của Monster of the Multiverse có một cái feature như này. Đây Kenku, một cái đọc nha.
Nó là một cái là expert duplication when you copy or writing or artwork produced by yourself or someone else chứa advantage on any ability check to make to produce an exact duplicate. Đấy, em sẽ mượn một cái tấm thẻ bằng sắt, em khắc lại cái tấm thẻ bằng giấy đấy. Đó, và em thay đổi ngày hết hạn của nó. Lăn cho thiện một cái. Nếu mà có forgery kit thì dùng luôn cái đấy, còn không có thì em là Jonathan. Thiện cho phép dùng, nếu mà dùng dexterity hoặc intelligence. Ok, dexterity vậy là cộng 3, có là prop là cộng 5 đúng không? Ok, thì em sẽ roll 2d20 cộng với cả 5, roll lấy cao hơn. Ui, 20. Rồi, giống yên. Ứng yên. Ông thư ký cũng trầm trồ. Uầy, sau vụ này mày làm về làm thêm mấy cái thẻ cho tao nữa. Ừ, em biết. Để em làm cho mỗi thằng một cái anh ạ. Sao anh không làm gì, làm tiền giả đi? Chúng ta lại bị ăn trộm nhỉ? Đúng rồi, sao tại vì bọn không chính làm phủ kiểm tiền giả ghê lắm. Không phải là muốn làm được đâu. Ok, vậy là mọi người đã bảo có 3 cái thẻ trông rất là hợp lý. Và con hạ đèo hiên ngang đi đến trong làng. Khi mà vào làng, mọi người đến cái địa điểm là nằm giữa làng thì thấy có cái bảng cáo thị thông báo ở tầm trước quán rượu to nhất của làng. Cũng có một hai người khác đang đứng nhìn, và khi mà nhìn vào cái bảng cáo thị là thấy một vài thông báo không liên quan, như là Gundren Rockseeker cần nhờ người chuyển độ từ Neverwinter đến Phanalin cái gì đó. Easter egg cho mọi đồng biết. Chơi Lost My Maneuver. Và khi mà nhìn qua một vài tấm, mọi người thấy đây rồi, một thương gia từ làng Phanalin cần tuyển thêm 4 mạo hiểm giả nữa cho cái chuyến hàng sắp tới của ông ấy, cần gấp đến cái tòa nhà địa chỉ ở đây và liên lạc với một Dragonborn cô Phương. Và trong cái tờ đấy, cái chỗ bảng cáo thị đấy thì có nhiều cái bản copy của cái tờ đấy, người có thể giật ra để nhìn địa chỉ các thứ. Ok, giờ ta nhìn. Em xé thêm cho mỗi ông kia thêm một tờ. Đấy, mỗi đứa một tờ. Nhìn. Các thanh niên có thể tự flavor mắm muối nhân vật mình biết đọc hay không? Thực ra ấy, thì bây giờ nếu mà mọi người muốn thì em có thể lấy giấy ra và em vẽ lại cái tờ này, nhưng mà thay vào địa chỉ khác ấy, cho bọn điều giả khác là không đến được ấy. Muốn làm xấu. Có thể đọc giùm tôi. Kiểu như là kiểu cố tình kiểu nó làm mực in đúng không anh? Mực in đúng không? Ừ. In địa chỉ. Mực in địa chỉ thì có thể gọi là kiểu như là cố tình kiểu như là dùng bút sửa cái địa chỉ. Dùng bút sửa cái địa chỉ. Đó. Ok. Cho Thiện một cái, nếu mà muốn làm và không muốn ai phát hiện thì cho Thiện một cái slide of hand tại cái này là ở tầm cái trung tâm của làng. Nhưng mà nếu mà muốn làm mà kệ, không cần biết ai để ý thì không cần lăn gì cả. Không sao, bởi vì em có một cái đó chính là Kenku Rico. Khi mà em roll một cái roll mà em có proficiency thì em sẽ được chọn roll nó với advantage trước khi roll, và em được dùng nó số lần bằng proficiency của em, là roll được 2 lần đấy. Ok. Đó, đây, anh có thể đọc ở trong cái phép bên ngoài. Ok. Seven cộng 5, roll advantage, 15 cộng 19, 19 cộng 5, 24 anh ạ. Ui dạ, nhờ hai thanh niên to lớn là đứng cạnh để đọc, xong rồi William đứng thò tay ra sau lưng, xoẹt, ngó lại cả, xoẹt, tờ tiếp theo, xoẹt, sau khoảng gần 1 phút, sửa hết tất cả cái tờ còn lại trên cái bảng thông cáo. Em sửa cho nó thành cái vị trí đối diện ở chỗ làng, kiểu nó ở cái chỗ đến ở hướng Bắc, em đổi đến hướng Nam. Đó ạ. Thì Thiện DM pause lại một tẹo và nói là đấy là những cái thứ để cho những bạn mới chơi, thì những cái thứ mình hoàn toàn có thể tương tác được với thế giới, kể cả là nó không có trong kịch bản của người dẫn, mình thấy nó hợp lý thì cứ nói ra và người dẫn sẽ xem là nếu mà cần thiết thì lăn cái xúc sắc, hoặc là nếu mà dễ quá thì cho thành công, nếu mà thấy sáng tạo thì cho. Đấy là cái hay của D&D, là mình có thể làm mọi thứ theo một hướng rất là không tuyến tính. Ok, và mình có thể quay trở lại với game. Sau khi mà viết xong, mọi người muốn làm gì, có đến cái địa chỉ không? Chúng ta đến địa chỉ thôi, đến sớm. Ok. Mọi người đến được cái chỗ có vẻ là những cái nhà thương gia đấy. Ở trước cửa có vẻ là có 3 cái xe đang chất hàng lên. Có một người đàn ông human, con người to béo khệ nệ đang chỉ đạo những cái người phu xe và những người giúp việc bê đồ cẩn thận.
thế này thế kia, thì đạo khác về. Và khi mọi người hỏi ra thì ông này cũng có một chút khệnh khạng, ông bảo là mọi hiểm giả thế vào ra chỗ sân sau kìa, gặp cô Phương kìa, cô ấy là trưởng bảo vệ thôi, cô ấy lo hết. Ok, đi làm sau. Và khi mọi người ra phía sân sau, đây mọi người thấy có một Dragon Ball đang để thiện tìm cái cổ đấy. Đó. À, trông cô có vẻ xinh, đại chúa. Cô đang đứng ở đây và tiếp hai người cũng có vẻ là mạo hiểm giả khác là đang thử kỹ năng của mình. Một người là có vẻ là sử phép mà cô đang nhờ cái cậu ấy thử bắn một vài phép xem thế nào. Một một anh chàng khác to lớn thì đang ngồi ở một cái ghế bên cạnh. Cũng khi thấy mọi người đến thì cô Phương cũng có vẫy tay chào. Các mạo hiểm giả đến để thử sức với việc bảo vệ xe vận chuyển đồ cho phú ông không? Nghĩ là vậy thưa cô. Gọi là rất vui lòng gọi là được thực hiện ủy thác này với tư cách là những mạo hiểm giả đó của gọi là Gil thì nhỉ. Gil bây giờ đang từ đấy đang process thêm một cái Gil của Gil bột ngọt. Gil chúa mà ra bột ngọt của Gil Maggi mai cả không Maggi Gil bột ngọt. Tên hơi lạ nhưng mà dạo này cũng nhiều Gil mặc ra lắm. Không thể miễn mọi người cứ có khả năng là được. Cũng mai là chuyến đi khởi hành rồi nên là chúng ta tìm cũng hơi gấp một chút. Mọi người có đợi tí nhá. Cậu Văn đây, cậu có thể cho tôi một vài cái phép thử không? Thử bắn vào cái con bù nhìn đứng xa xa kìa. Cậu có phép là gì nhỉ? Ray of Frost à? Đấy, sẽ thấy cái cậu kia làm vài đường những vài cái tia băng phát ra và bắn ở phía con bù nhìn mà sượt qua vai của nó. Ây da, chắc là phải cải thiện tầm ngắm hơn một chút. Cậu muốn phép gì nữa không? Cô cũng sẽ nói chuyện thêm khoảng 2-3 phút nữa. Sau khi những người đấy thì cái cậu mà ngồi ghế lúc đến trước mọi người cũng là ra sử một vài đường kiếm. Cậu cầm kiếm cầm khiên có vẻ như là một chiến binh fighter. Cũng làm vài đường cơ bản. Rồi đến mọi người, cô ấy hỏi thêm thông tin mọi người. Sẽ ngó qua cái thẻ của cái mọi kiểu giả. Ok, từ guild bột ngọt. Ơi, kỹ năng của mọi người là gì nhỉ? Xem nào. Đó thì đầu tiên tôi là một hoa tiêu, vậy nên là tôi có thể sử dụng vũ khí tầm xa. Đấy, cố tình giấu phép có thể sử dụng vũ khí tầm xa. Đó, như mọi người thấy tôi sử dụng là light crossbow light crossbow, nỏ dặn, nỏ nhẹ. Đấy, em rút cái nỏ ra cho cô ấy xem. Ok, một vũ khí cũng hơi thô sơ một tẹo nhưng mà không vấn đề, miễn là kỹ năng nhiều là được. Cậu có thể ra thử cũng bắn vào con bù nhìn ở đằng xa được không? Được thôi. 10. Cũng là trúng vào con bù nhìn nhưng mà trúng vào kiểu như là phần vai, phần tay của nó chứ không phải là phần nào quá quan trọng. Có vẻ là kỹ năng cũng ổn. Đó. Lúc mà cô nói thế, em mới bảo là thực ra đó không phải là gọi là tôi bắn vào đấy đâu mà tôi cố tình nhắm vào đấy đấy, cô hiểu không? Khi mà một kẻ địch gọi là lao vào chiến đấu thì tay của chúng là bộ phận quan trọng nhất. Chúng ta chỉ cần vô hóa tay của kẻ thù lúc đấy thì gọi là kẻ thù sẽ không có khả năng chiến đấu nữa. Hóa ra là vậy. Ok. Vậy còn hai cậu chàng. Đến Zaka bước ra và đẩy William qua một bên và sau đó bước đến cái chỗ mà anh hiệp sĩ cầm khiên và kiếm đang ngồi. Nói là tôi là một con người đơn giản, tôi giải quyết bằng nắm đấm. Thế tôi cần so tài với anh chàng này. Coi ai sẽ là người lấy được cái công việc này. Cậu này khịt mũi sức mạnh, đo sức mạnh với anh chàng này. Cậu này khịt mũi một cái. Thế à? Ông kiếm việc không dễ đâu nhỉ. Nào, muốn chơi kiểu gì chấp sức mạnh nha. Muốn sử vũ khí không? Hay là đấm nhau hả? Tôi đơn giản là vật tay, sử dụng đo vật tay với anh chàng này không? Kiểu hai người ngồi xuống rồi sau đó là kiểu vật tay. Rồi, trò trẻ con. Cậu ngồi đấy ra một cái, hai người tìm đến một cái gốc cây đã bị chặt ở gần đấy và cùng đặt tay lên. Và Zaka có thể lăn cho Thiện một cái strength check nếu có thể rage lên để được advantage. Được rồi. Lúc mà ông ấy đi ra thì em sẽ gọi là kiểu là em gọi với ông ấy, anh cẩn thận nhá, cẩn thận là gãy tay ấy. Đấy, hôm ngày mai là đi rồi. Đó, em cho em cái bát đích cộng 1d6 bằng cái check tiếp theo của ông ấy. Ông không cần quan tâm tôi, hãy quan tâm đến đối thủ ấy. Đối thủ sẽ gãy tay cho chút mấy mày, chút mấy mày. Nói chung là tôi gọi là lo xa thôi. Đấy, tôi biết anh khỏe mà.
em roll nhé. Ừ, strength với Thiện sẽ nói chung là cho đây là NPC thì Thiện cho một cái DC thôi chứ không nhất thiết phải lăn ra người kia. Save simple không? Strength thường thôi chứ không phải save cái okay. Cái số to đùng ở cái số trên cùng bên trái. À. Chỉ vào chữ strength nó đỏ lên đấy. Rồi. Ừ. Có muốn lăn thêm cái ba đích không? Đấy tùy. Thực ra thì không cần phải dùng ba đích đâu, không phải dùng ba đích luôn đâu. Ý là kiểu như là lúc có sau thể dùng giữ, được. Có thể giữ rồi cái ba đích nó được cái sự inspiration này, sự tiếng Việt là cái gì nhỉ? Rồi. Nó là sự cổ vũ. Cái sự cổ vũ này được, nó được 10 phút. 10 phút thôi. 10 phút rồi. Đấy, tí nữa còn thi bao nhiêu phút thì còn dùng. Tí nữa combat. Ok. Và sau khi mà đặt tay xuống, cậu này rất khệnh khạng ngồi chõi hai chân mà ơi, xong rồi 3, 2, 1 bùm. Tay dập xuống mặt cái chỗ cây đấy. Lại. À, cái này lần này không nhất thiết phải lăn, nhưng mà với cái con số đấy thì lần sau cậu ấy vẫn dù rất cố gắng, nhưng mà Zaka vẫn bật lên cậu ấy ra. Ui giời, gì mà căng thế này. Zaka khẩn khẩy nhìn lại, thật là một kẻ yếu đuối. Xong rồi Zaka bước đến bà Darren Bond ấy, bảo đây đủ chứng minh với tôi thật là vui. Sức mạnh đầy mình. Tất nhiên chúng tôi cũng có thể dùng những người như vậy. Dùng cậu được. Cậu được nhận cho chuyến đi vào hôm sau, ngày mai. Con cậu cậu Bác Ben đúng không? Cậu đứng sau cũng có vẻ là cao to. Có phải sở trường cậu cũng là sức mạnh? Đúng là như thế. Sở trường tôi cũng là sức mạnh. Vậy cậu muốn thể hiện kỹ năng của mình bằng cách nào đây? Cô ấy nhìn qua cái anh chiến binh cái ấy. Thôi. Bài, đau lắm. Adaka muốn làm gì? Nếu mà cậu... ok, nói đi. Gặp luôn, còn tay trái mà. Vì vậy em cũng không biết làm. Nếu mà cái cô Dragon Ball này, nếu mà thấy Adaka lưỡng lự thì cũng có thể cô ấy mà bảo là cậu có thể lấy cây rìu bự của cậu đấy thử ra chặt vào cái cây kia xem. Adaka sẽ tiến tới cái cây gần đó và dùng nghề để chặt cái cây. Ok, có thể lăn cho Thiện một cái attack roll, có thể reckless attack nếu muốn lăn một cái đòn tấn công bằng rìu. Ui giời ơi, 15 đam. Maximum down đấy. Mấy cây to cũng phải đến này bao nhiêu nhỉ? Nói chung là to bằng gần bằng một người. Và Adaka cái rìu bước chân vào sau lấy đà. Cái rìu bay ngọt qua cái thân cây và một phần của cái cây nó bay ra. Sau cái cây nó kiểu như giống như sau hoàn hình, nó cái phần rỗng nó rơi xuống. Xong rồi nó đổ ra bên. Úi giời, cô vỗ tay. Cũng là một sức mạnh phi thường. Được. Vậy thì có vẻ là 4 người ở đây. Có 3 cậu Zaka, William và Adaka đúng không? Và cậu Văn này, hôm nãy xử Ray of Frost có thể là tham gia chuyến đi ngày mai. Vậy là chúng ta đã có đủ người như yêu cầu rồi. Mọi người sáng mai thì nhớ đến sớm sủa một chút nhá. Chuyến xe của mình sẽ đi từ 8 giờ sáng, nhưng mà 7 rưỡi thì mọi người có mặt đi, để chúng ta còn sắp xếp mọi người vào xe. Chắc mọi người cũng thấy rồi đấy, ở bên ngoài vẫn đang xếp đồ đấy, chắc là đến tầm tối nay xong thôi. Mà tổng cộng là 3 xe thì tôi sẽ xem xét lại những cái kỹ năng của mọi người có, mà sáng mai sắp xếp mọi người vào xe một cách hợp lý. Ok, tôi có thể hiểu. Và như vậy là mọi người đã ok. Mọi người còn muốn tương tác gì với cô Dragon Ball này không, hay là làm gì ở cái chỗ cái đang xếp đồ không? Không cần. Nếu không thì mọi người hoàn toàn có thể quay lại với hai anh bạn, hoặc là ở ngoài làng, hoặc là rìa làng chỗ nào đấy. Small và Ranrock có đây không, còn đây không, hay là đang nghỉ? Ok, đang đi thì lúc mà cả ba người kia vẫn chưa quay lại thì bỗng nhiên cứ thấy nhiều mạo hiểm giả đến tụ ở một cái nhà, nhưng mà đến xong rồi cứ gõ cửa uỳnh uỳnh, xong rồi đến người ở trong ra bảo nói chuyện cái gì đấy, xong rồi lại quay gót đi. Sau khoảng một tiếng sau thì ba thanh niên này quay lại. Cái phép của em thì em thấy có cái phần component đấy, thì là V, M với cả vài phần nữa thì mình phải đi kiếm đấy mới dùng được phép đúng không anh? Cái V là verbal, là phải nói được cái niệm chú phép. Có S là signal hoặc là sign, là phải múa tay. Còn M là vật liệu, material. Thì những cái này thường là nếu mà em là class gì nhỉ?
hay là mong Kenku mong? Mong mà có phép à nhỉ? Mong Shadow thì không cần mấy cái đấy, Nó có ghi là không cần phải có mấy cái đấy đâu. Ok. Chỉ cần spend key point là được. Đúng rồi. Mà thậm chí bình thường là nếu em một cái class có phép như là bot chẳng hạn, là William là bot, thì em chỉ cần một cái gọi là cái tập trung cái phép của em, cái đồ vật để em có thể tập trung cái phép của em vào đấy, như William là có cái đàn hoặc là cái gì đấy tùy flavor của mỗi người là được, chứ không nhất thiết phải đi kiếm từng cái đồ một. Tất cả những cái material mà không có giá tiền thì đều có thể được thay thế bằng Arcane Focus hoặc là Component Pouch. Đúng rồi, nói chung là nó có một cái gói Component Pouch là có đủ tất cả cái đồ để dùng phép, nói chung cứ có cái gói đấy là được, nếu mà cái material nó không tốn tiền. Với cả của em không thấy có Component Pouch nào không vấn đề. Cái em là nhân vật Monk thì nó có một cái đặc biệt để nó qua được cái đấy, không cần thiết. Hiện tại thì sau cái one shot này anh có thể giải thích thêm, nhưng mà hiện tại là biết là em có thể dùng phép mà không cần phải có dụng cụ. À, với cả cái S nó không phải là sign of signal, nó là somatic ấy, somatic ấy. Ok. Đang nghĩ là giống nhau thôi, nhưng mà nó đúng ở trong sách là ghi là somatic. Ok. Bây giờ là 5 người đã gặp lại nhau, có muốn bàn bạc gì không? Biết thêm thông tin gì để nói. Thì em sẽ hỏi là nếu đúng hỏi xác định con đường của đoàn thương nhân đấy có đúng là đi qua rừng không? Bởi vì em đang định dùng em đã nêu một ý tưởng là sử dụng phép để tạo ra một cái cây hình cái cây chắn ở trước đường, khiến cho em buộc phải dừng lại để mình có thể tập kích dễ hơn. Đương nhiên là cái hình đấy chỉ là illusion thôi, không có dụng, nhưng mà người bình thường thì sẽ ảo ảnh thôi, nhưng mà người bình thường nhìn thấy cây đương nhiên sẽ không đâm vào. Okay. Khi họ dừng lại thì chúng ta sẽ bắt đầu tập kích. Hiện tại thì bây giờ em đang có một cái ý tưởng như này hay hơn này. Thực ra thì ý tưởng này cũng hay, thực ra cái ý tưởng ấy cũng là khá là typical đấy, nhưng mà em có một cái ý tưởng như này, đấy chính là bây giờ đầu tiên là em sẽ nói lại cho mọi người về cái tình hình ở chỗ mà đi tuyển người ở đấy. Là ngoài chúng ta ra có một tên là Văn đúng không? Đúng rồi. Văn là thằng caster, nó đi cùng. Vậy nên bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tối nay là phải khử thằng caster đấy, để cho cái đoàn mà đi cùng bà này chỉ có một mình chúng ta thôi. Đó, hôm sau cái kiểu như là cứ một nước sổ cho nó uống, hôm sau bảo thằng này nó đi à rồi, nó không đến được. Đó, đó sau rồi em sẽ đến cái đoạn chỗ rừng đấy. Mọi người có nhớ có chi tiết này nhé, là có vẻ là họ đang tuyển thêm 4 người cuối chứ không phải chỉ có 4 người. À, tuyển 4 người cuối à? Ừ. Thế phải xem xét thêm. Nhưng mà nếu mà muốn có kế hoạch đấy thì nghĩ là có thể, muốn thực hiện thì vẫn thực hiện. Loại được ai thì loại thôi. Muốn loại ai để tôi loại cho. Ok, thế thì đầu tiên là em sẽ gặp bảo mọi người đi ra cái chỗ barrack đấy, xem là có tổng bao nhiêu người ở đấy, kiểu như là xem là kiểu như là có bao nhiêu người được tuyển ấy. Cái thông tin này nếu mà mọi người tìm hiểu ok, sẽ có thể lăn có vài cách tìm hiểu. Một là tìm đến cái bảng thông báo, tìm những cái tờ cũ mà mọi người đã lấy thì có thể lấy investigation, hoặc là nếu mà muốn đi hỏi chuyện cái cô Phương, cái cô Dragonborn kia thì cho Thiện một cái persuasion hoặc là deception. Ok. Lại giải quyết nhanh bằng một cái lan xúc sắc mọi người muốn. Ok, thì em sẽ roll một cái persuasion, nhưng mà cái persuasion của em có một cái feature là silver tongue, là nó không thể roll ở dưới 10, nên là min của cái roll này sẽ là 17. 17 thì có 3 DC không? Em muốn tìm thông tin gì? Em muốn tìm hỏi xem là kiểu như là ngoài chúng tôi ra thì có những mạo hiểm giả nào khác đã từng gọi là đăng ký và được nhận ý, kiểu như là để chúng tôi xem là chúng tôi sẽ đi với ai để chúng tôi bố trí hợp lý. Em sẽ biết được thông tin là sẽ có ba người canh một xe. Ba người canh một xe. Ừ. Và tổng cộng là 9, 3 xe là 9. 9 bao gồm cô ấy. Ừ, ok, hiểu luôn. Vậy thì không áp dụng được kế hoạch kia rồi. Vậy thì chúng ta sẽ về với kế hoạch của anh, về kế hoạch của anh Măng. Ok, anh miêu tả kế hoạch của anh đi anh. Đấy, thì kế hoạch của tôi đơn giản là sử dụng một phép, bởi vì ban đầu tôi định nhờ một ông Barbarian ra chặt cây cơ, nhưng mà có vẻ như hai ông Barbarian đã có công việc trà trộn của mình, cho nên là ta sẽ dùng một phép để tạo một cái ảo ảnh cái cây bị đổ ở trên đường, khiến cho toàn xe phải dừng lại để chúng ta có thể dễ dàng tập kích hơn. Từ giờ đến tối còn thời gian thì mình có thể chặt cái cây thật, chặt cái cây thật. Nếu mà mình tạo ảo ảnh không thì có thể là đoàn cây, nếu mà trong đội của cái bà đấy mà có pháp sư thì họ sẽ biết là ảo ảnh và họ có thể chạy xuyên qua cái ảo ảnh đó và trốn thoát được, thì chúng ta nên là chặt cái cây thật hay là khi hòn đá lên. Còn nhiều thời gian mà nếu mà chặt cây sớm quá thì người đi đường khác ấy, trên tuyến đường đấy họ sẽ chọn mất cái cây đi. Thực ra thì theo như miêu tả của DM ở đây thì nó là một tuyến đường mòn, ít người qua lại mà. Thế nên là chỉ cần chặt cái cây gì đấy, xong rồi cử người canh, nếu mà người ta kéo kéo cây đi ra thì chúng mình lại quay lại, mình kéo ngược lại cây về chỗ cũ thôi, gì đâu.
thế cũng ok đấy. Ừ, đang cao thì hai người phục kích ở đấy mà. Đó thì người ta kéo cây ra bên đường thì hai người lại kéo về trước cũ. Đó. Hơi phức tạp. Không phức tạp đâu. Ừ, có phức tạp đâu, cái này đấy, cái này dễ hiểu mà. Vì đường mòn mà ít người qua lại. Ít người qua lại, kéo quá nhiều lần đâu. Ừ. Nói chung là đang có mối công canh ở đấy, nên là cũng không có gì để lo lắng cả. Với cả bây giờ nếu mà muốn đi chặt cây thì đi buổi đêm thôi, cũng chả cần phải lo lắng gì lắm. Rồi, sáng mai họ đi qua rồi. Đấy, thì đêm đi chặt cây. Vậy được coi nhỉ? Ok, vậy thì kế hoạch của mọi người là chặt cây chặn đường và hai người nấp ở khu vực rừng, ba người sẽ đi theo đoàn. Đúng rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển map qua cái khu rừng và vẽ cái vị trí cây của mọi người. Right. Đâu. Mọi người chặt cây ok. Hiện tại là có vẻ là mọi người đang muốn ở khu vực này. Mm. Ai vẽ cho Thiện cái cây vào đâu? Chuyển qua cái bút lông ở trên R20 để vẽ. Cái gì thôi? Có thể chọn màu được. Đây, cái cây chặn đường như này. Ừ. Đấy là hợp lý đấy. Ừ. Ok. Một cái khoảng rất đủ rộng để mình có thể đánh nhau ở đấy. Ừ. Đoàn này sẽ đi từ nam đến bắc, ok. Chặt cây ở đấy thì đoàn sẽ phải dừng lại khoảng chỗ này. Họ dừng. Rồi, và hai người thì sẽ copy paste mấy cái token mọi người ra đây. Sẽ cho bé lại một tí. Small và Run Rock trốn ở đâu? Tự di chuyển mình. Em sẽ trốn ở bên này, lùm cây ở bên này. Ok. À, trốn trong lùm cây rồi dùng xe. Có cần phải lăn stealth để... Có lăn luôn đi. 13. Em vẫn làm skill, em nhưng em không có skill rồi. À đây, có. Thì sẽ bắt đầu chuẩn bị map luôn cho cái encounter đấy. Và mọi người thì có thể nghỉ khoảng là mình có thể là uống nước, nghỉ ngơi, làm việc riêng. Và mình sẽ quay lại và Thiện sẽ chuẩn bị nốt cái map này. Và mình sẽ vào cái phần combat, cái vụ trộm trong tuần của mọi người. Đây là cướp rồi, con không còn trộm nữa. Nên phải mặt. Nào vào cướp, người vụ cướp. Cướp cả. Ok, với cả em hỏi tí. Thì em có định giới thiệu cho team này cái luật Tech 10 không? Tech 10. Tech 10. Ừ, Tech 10 ấy. Thường thì... nếu mà hướng dẫn cho người mới, Thiện sẽ không đi sâu quá về từng cái đấy luật một, là cái luật này thì phải thế này, luật kia là phải thế kia. Chỉ đưa ra một cái khái niệm cơ bản về D&D là chúng ta chơi những nhân vật như thế này và chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển nhân vật làm bất cứ thứ gì. Khi mà cái thứ nhân vật mình làm không chắc chắn có thành công hay không thì mình làm cái sâu sắc. Đấy là một cái rất cơ bản của D&D. Và nghĩ là trong cái game này thì mọi người chỉ cần tạm thời hiểu đến như vậy là chơi được D&D tiếp tục rồi. Ừ, đúng rồi. Chỉ cần biết sâu sắc là chơi D&D mà. Ừ. Ok. Thế thì đấy ít nước nhé. Nhân tiện bạn đoán được ai là Obi Among Us chưa? Nếu bạn đoán là bạn Goose trên nhân vật con vẹt William thì đúng rồi đó. Tham gia Discord bọn mình để cùng chơi D&D nhé. Obi, newbie, chơi hết. A few minutes later. Thì đã chuẩn bị xong ba cái xe đi nối với nhau. Ba người đang ngồi, ba người mà trong cái đoàn xe sẵn có thể lan cho Thiện cái perception. Ừ, perception là cộng 2. Ừ. Là Adaka, William và Zaka. Mỗi người lan Thiện cái perception. Ok, 15 anh ạ. Ừ, 14. Rồi, 2. Có Zaka và William nhận ra xe ở giữa chứa đá quỷ. À, ok, được. Xe đầu và xe cuối đều là lương thực. Ok. Trong lúc đấy, Run Rock và Small đã dành phần nhiều thời gian để trốn kỹ. Thì Thiện sẽ cho được cái stealth là advantage. Thì Run Rock được 17, nhưng mà Small không may là chỉ được 8 thôi. À, để Thiện mô tả thêm cái tình hình các cái mạo hiểm giả trên xe trước nhé. Cô Phương đã chỉ đạo mọi người ngồi trên xe, mỗi xe 3 người đúng như đã dự định. Mỗi xe đều có vẻ là có một người đánh vũ khí và một người xử phép. Xe đầu tiên có William và một người mạo hiểm giả trông có vẻ là dày dặn kinh nghiệm hơn, dùng vũ khí. Xe thứ hai có cô Phương và Zaka. Xe thứ ba có Adaka và cái cậu Văn, cậu dùng phép. Cùng với mỗi xe có vẻ là có một mạo hiểm giả là ít kinh nghiệm hơn, nó non nớt hơn tí. Khi mà đi đến thấy cái chỗ cái cây này, cái xe đầu tiên thấy thế ra hiệu dừng lại, ngựa hí lên và nói vọng đến xe từ sau hỏi chuyện cô Phương. À, chị Phương, ở trước cô có vẻ là có cây chặn đường rồi. Cô Phương nghe vậy nheo mắt vào. Ai lên thử kiểm tra xem cây đổ hay sao, để ý xung quanh xem là có phục kích không nhá. Khu rừng này là tôi cũng hay nghe cái bọn trộm nó đánh giá 5 sao đó. Và khi mà để mắt nhìn xung quanh, cô Phương đã phát hiện ra, ô kìa, bên trái một phần lông đuôi của Small là thò ra khỏi cái bụi cây. Có ai đó đang nấp bên trái, mọi người cẩn thận, vào vị trí sẵn sàng. Ai bên trái đấy? À, bên trái. Khi đấy thì mình sẽ sử dụng cái spell này, thì Silence đã thả thẳng vào cái spell khu vực này để gọi là cái tiếng ở trong khu vực này bị mất, để cho cô Phương không thể nào gọi là chỉ huy được nữa. Ừ.
sau đó sau khi mà cái sau khi bạn ở cái space đó, mình có là trong xe của Sakai lúc này chỉ có một cô Phương và là cái lính gác đó, thì không biết là tên lính gác này hiện tại nó có đang để ý là Sakai hay không. Không, tên này đang nhìn về hướng cô Phương chỉ về chỗ Small. Thì Sakai lúc này cầm lúc kiếm ra và đâm tên chém tên này. Các bạn manh động thế. Xem đi, được advantage, không ngờ tới 6 trúng 8 đam chưa đủ để giết tên mạo hiểm giả này, mà hắn đã bị trọng thương, đùi của hắn là đang chảy máu ròng ròng, khó đứng vững. Cái xe bên trên thì đang nghe thì cô Phương đang ra lệnh tự nhiên tắt ngúm và thấy có một ai đấy là ở đúng là bên trái đang sử dụng là đưa tay vẽ tay gì đấy. Cái xe đằng sau nhìn thấy như vậy và có vẻ là cái cậu Văn này, cậu nhìn thấy Zaka đâm vào người mạo hiểm giả đứng trước và cô Phương thì đang nói gì đấy nhưng mà không nghe được. Cậu hét toáng lên, có vấn đề, tấn công Zaka, đánh bọn mình. Đến đấy tất cả mọi người chúng ta cùng lăn initiative. Mọi người, tất cả những mạo hiểm giả đang ngồi trên xe cũng đã cảm thấy có gì đó bất ổn rồi và họ đã sẵn sàng thủ thế hoặc là tấn công. Anh Thiên cho hỏi trước là trước khi vào combat thì em có reaction được và bắn một cái hit attack hay là fire attack gì vào người cùng xe với William không? Em là người đang trốn nên là em hoàn toàn có thể bắn một phát. À, cho em bắn phát dùng steady aim luôn nha. Em là assassin đúng không? Auto crit. Assassin khi mà bắn trúng là mà kẻ địch bị bất ngờ là sẽ auto crit. Em được lăn thêm một lần stick nữa và lăn thêm một lần D6 nữa là 24. Tên mạo hiểm giả này đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn về phía Small, nhìn về phía cô Phương. Một mũi tên bay xuyên đầu hắn, xuyên sọ. Này bị loại luôn khỏi combat. Thiện để cho nhanh thì Thiện sẽ lăn initiative cho tất cả mọi người trên bản đồ. Thiện có một người nút lăn được luôn. Small bây giờ đang tập trung vào cái phép silence, nhưng mà lúc nào em không muốn tập trung nữa thì bảo anh. Bây giờ chúng ta đến với D&D combat. Tên mạo hiểm giả ngồi sau đã thấy hết tất cả sự kiện diễn ra, hắn lập tức giương nỏ bắn về phía Zaka. Người có vẻ đã phản bội. Từ màu cũng không chung, em 14 lần. Văn này, cậu ấy... Văn là thằng biết mình đi cùng nhau rồi. Đúng, sẽ cho... Wisdom, nát 1. Hiện tại cậu ấy không nghĩ nhiều. Cậu ấy không nghĩ được. Cậu ấy không nghĩ nhiều. Nhưng mà vẫn chỉ biết của Zaka là người đã phản bội. Cậu sẽ bắn một cái Magic Missile vào người Zaka. Thấy là vẩy tay lên. Trên đầu cậu hiện ra ba cái tia màu tím. Và cậu ấy phẩy tay. Chiu chiu chiu. Ba tia đấy bay thẳng đến người Zaka. Cái phép này không cần phải lăn độ chính xác mà chỉ lăn đam 9 đam vào người Zaka. Zaka trong vùng này vẫn đang là không có tiếng động, không một tiếng động gì vì cái phép của Small. Ra cũng được, có thể ok. Phương thì là tiếp theo là đến em Zaka tiếp tục sử dụng sức mạnh totem kêu gọi linh hồn của gấu và tiếp tục là dẫn một đen rain. Em kích hoạt rain lên và tấn công tiếp vào tên lính trước mặt bằng restore. Đánh đi em. Em không kích hoạt reddit gì, em roll normal. Ok. Uff, vậy là khi vừa mới em đưa dìu lên và bị trúng ba cái tiêu ma thuật màu tím kia của cái cậu Văn phía sau khiến em phân tâm, chém trượt sang bên phải. Cô Phương đã thấy hết tất cả những gì đang diễn ra ở đây, rút đoạn kiếm của mình ra và thấy cô ấy mở miệng nói gì đấy, trông khẩu hình như là chửi nhưng mà không nghe được gì. Chắc là cô định gặp Vision Mockery. Nhưng mà cô chém kiếm 2 phát vào người của Zaka. 7 phát 17 là trúng. Nhận 3 đam. Nếu mà trừ đam thì tự em tính. D&D làm tròn xuống. Mạo hiểm giả lão luyện ở trên này rút ra cái cây chùy, bước về phía Small, đánh 2 lần, trúng 1 phát, 8 đam. Small hiện tại đang phải tập trung vào cái phép câm lặng. Em hãy lăn cho anh một cái Constitution Saving Throw để xem có giữ sự tập trung vào cái phép này không, hoặc là cái phép này sẽ bị biến mất. Khi em thấy tên kia đau đến thì em có thể dừng phép lại và cái này là công việc dùng cái Patient Defense này để né đến. Cái đấy thì phải dùng trong lượt của mình khi nó có tác dụng trong một lượt về sau. Cái này thì không dùng thành cái phản ứng được. Thì em cũng vẫn có muốn bỏ cái phép kia hay không? Thì đấy là tùy. Em bỏ phép. Phép ấy đi. Đừng bỏ được. Theo ý đừng bỏ anh ạ. Đừng bỏ. Cứ giữ đi. Nó có mất gì đâu anh. Cái này là mọi người hãy nói chuyện in character trong combat nhé. Đây là cái việc mà Small làm. Chứ cái đoạn này thì không thể bàn được. Ok. Vậy thì Small nhận 8 đam và chúng ta sẽ move on. Cái phép không còn nữa. Đấy là Small luôn. Nếu mà tên kia đã đến gần rồi thì em sẽ sử dụng
em sử dụng cái key field attack này để có thể tấn công thêm một lần sau khi đánh bằng short sword nữa. Đánh được tổng cộng 3 lần. Short sword rồi đấm 2 phát, chỉ trúng được một phát short sword. Tên này mặc giáp từ đầu đến chân, chỉ có một cái phát short sword là đâm được vào một cái kẽ ở chỗ bả vai hẳn. Còn hai phát kia đấm vào giáp, có vậy đấm vẫn trúng, nhưng mà cái giáp nó hấp thụ lực. Tên này trông không hề hấn gì. Van Rock sẽ hét lên với William là hãy quay ra xe đằng sau hỗ trợ Zaka đi, tên này để tôi lo cho. Sau đó thì Steady Aim là dùng cho lượt sau hay lượt này được không? Lượt này luôn được. Steady Aim phải dùng trong lượt này, Nhưng có một cái này, em là Assassin thì trong cái vòng đầu em có advantage với mọi người mà initiative thấp hơn em. Actually có mỗi một người, có mỗi một kẻ đánh initiative thấp hơn em. Rồi rồi, một Steady Aim cũng được. Một bán ai? Bán đứa gần với lại small. Ok, bán đi. Advantage, lợi thế. Là Snake Attack. Snake Attack, được 3 đam. Phát này bắn trúng vào kẽ hở ở cái chỗ giáp, chỗ lưng hắn. Hắn ôm lưng rất đau mà vẫn chưa chịu khuất phục. Hắn la lên, có một tên trốn bên kia nữa, bên phải. William. Ok William, đầu tiên em sẽ đưa bonation của mình để ăn Settling Word vào bà Phương. Ok. Ăn Settling Word. Sau đó thì em sẽ cast Suggestion. Em sẽ bảo bà ấy, này bà Phương, này chị Phương, em thấy tình huống nguy hiểm quá, chị nên trốn đi. Suggestion bà ấy trốn đi. Ok. Bà ấy núp đi, bà ấy núp đi. Vừa mấy cái vòng câm lặng của Small mất đi, có vẻ như nghe cũng Phương đang nói gì đấy. À, tại sao lại hình như có vài tên đi cùng. Ủa, trốn thôi. Trốn thôi. 1 2 3 4 5 3 feet chạy qua đây được. Đây, chạy qua đây. Đứng ở dưới tán cây này. Okay, ok, enter. Đến lần cậu này. Cậu này vừa thoát chết trong gang tấc, có thể rất là cay cú ra ca nên là vẫn quyết định là lôi cái cây đao của mình ra, chém một phát 16 5 đam. Adaka là còn 2, cái đôi là còn 2. Lượt của Adaka. Em có thể dùng cái thực ra em có tấn công vô cậu không hay là chỉ tấn công thường? Em surprise attack được. Thì em sẽ surprise attack tấn công cậu không? Đánh đi em có advantage. 16 trúng, lăn cái đam của surprise attack em là 2d6 nữa của bugbear. Là lăn bên trên rồi à? Ok, đây lấy cái lăn đầu tiên nhá. 5 17, một đòn, cậu này gần hẻo luôn. Không muốn làm gì đâu, đánh văn cậu. Văn cậu phừng phép đúng không? Chắc là không. Ok, cậu lại ho ra máu, nhìn về hướng Adaka đang không nói được gì, ánh mắt trừng lên. Tên lính này thấy vậy cũng nhiều đứa trà trộn vậy, ngạc nhiên chưa. Cậu này sẽ lấy đao chém vào người Adaka. 13 là trượt. Văn làm gì đấy? Văn rất là không ổn. Văn sắp chết rồi. Mấy tên trà trộn hình như tên đang nấp dưới cây, đang điều khiển Cô Phương, đánh nó. Nó biết luôn à? Ok. Spellcaster. Cậu này, Adaka thấy từ giữa người cậu này một làn khói nổi lên và cậu ấy biến đi mất. Missy step. Đúng rồi. Bay ra phía góc bên này, cậu ấy dùng phép Ray of Frost bắn vào người William. Ok, bắn. Bao nhiêu? 14. 14. Trúng. 5 đam. 5 đam ấy. Okay. Cậu ấy tiếp tục chạy thêm vào rừng, nhưng mà chạy ở trong lùm cây thì bị difficult terrain. Tất cả mọi người đều bị difficult terrain. Chạy 15 feet đến đây. Pass, giữ phép. Nice. Zaka. Bây giờ không có gì có thể cản được rồi. Sử dụng là reckless attack, tấn công tiếp vào cái tên lính trước mặt. Đánh em. Vantage. Rồi, với nhát chém này, người tên đứt đôi. Em muốn làm gì nữa không? Sau đấy thì em sẽ tiếp tục. Đừng đánh lúc em quay ra em bảo với cả nhất ca đừng đánh ba già. Đừng đánh ba già. Đánh ba già nhá. Sau đó thì em sẽ tiếp tục di chuyển đến trước mặt này và kết thúc luôn. Ok, nhìn thấy khi mà đi ra khỏi tầm với của cô Phương thì bình thường đáng ra là có thể bị ăn đánh. Nhưng cô Phương đang bị ảnh hưởng của cái phép của William. Cô ấy lưỡng lự, tay run rùi, không đánh. Cô ngồi im đi. Cô Phương nó trốn. Cô trốn đi. Đến lượt của cô, mọi người thấy
lần này không có làn khói nào, nhưng mà cô biến mất ngay tại chỗ. Đến tên mạo hiểm giả già dặn ở đây, hắn nghiến răng, anh em cố lên, ôi đâu hết rồi, nhìn ra thấy một lỗ đang nằm, hắn vẫn sẽ, không có đứa nào ở đây cả, hắn sẽ vẫn cố gắng đánh tiếp vào Small. Một phát 18 cho 8 đam. Tên này có vẻ là vẫn cố gắng thủ ở vị trí này. Small, đầu tiên thì em dùng một key để kích cái patient defense này lên để tên 6 thể dot, đúng không? Chẳng ok, đấy là em sẽ dùng cái hành động nhanh của mình. Rồi, còn hành động thường em làm gì? Thì em vậy, đâm nó phát thôi. Ok, 4 đạn rồi trúng. Không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Nên này, chém một phát vào tay hắn, Run Rock. Ồ, vậy là cái tên đứng cạnh Small vẫn sống à? Vẫn sống. Thì tiếp thôi, steady aim. Cộng với Fury of the Small để bán một cái short bow 19 hơn quá. Trúng. Và thêm cái sneak attack. Snake. Miêu tả đòn kết liễu với tên mạo hiểm giả giả dặn này. Sau khi thấy Small trong tình thế quá khó khăn, Run Rock quyết định hít một hơi thật sâu, nhắm thẳng vào đầu tên này, bắn một phát cuối cùng. Trong khi tên đó ngã xuống, Run Rock giơ một cái lên với Small để ra hiệu xem cậu còn ổn không. Small thể hiện mình tuy hơi dính nhiều vết thương nhưng vẫn ổn, không chết được. Các thông lượng. William. Ok, đến tên mình rồi ha. Ok, let's see. Thì khoảng cách thì mình đứng ở 7 feet nào. 6 feet vừa đủ. Ha, ok. Đến bây giờ thì hơi ác một tí nhưng mà em sẽ sát tờ chết thằng đấy. Cho chắc chắn. Lần đam. Ok. 20 dam thì có success vẫn chết. Yep, he dead. Giữa khu rừng, hắn đang thấy cái bóng đang chạy vào sâu trong rừng hơn. Một cái mảng rừng vòng tròn chỗ này, tất cả cây cối tan tành hết. Sau khi cái vụ nổ âm thanh đấy xảy ra, nhìn lại không còn cái bóng nào đấy nữa. He dead. Ok, rồi sau đấy thì em nhảy lại vào trong xe. Đây, trong xe này. Đó. Trong đấy thì em không nhìn thấy ai nữa đúng không? Hiện tại không thấy ai, có một tên lính ở đây, nhưng mà có vẻ Zaka và Adaka đang xử lý. Ok, thì em bắt đầu gọi là nhìn xem là kiểu là đánh xe như nào ấy. Có xe kiểu xe ngựa, xe ngựa thứ đánh như nào? Xe ngựa. Ok, cầm sẵn cây cương luôn. Adaka. Adaka sẽ sử dụng cái ray và tấn công vô tên lính còn lại. Đánh đi em. Trúng 12 đam, tên này cũng đột tử. Và với như vậy, mọi người không còn thấy mạo hiểm giả nào ở xung quanh khu vực nữa. Ok, em có thể ngó quanh một tí để tìm mấy bà kia được không? Tìm đi, perception. Những ai muốn tìm có thể perception. Ok, và em sẽ dùng cái Kenku Recon của em để cho cái perception này cái advantage này. 20 anh ạ. Em nghe được cái tiếng loạt xoạt trong rừng đi về phía trái, bên trái, phía tây. Ok, bài trốn thôi. Có vẻ là tiếp tục đi về bên trái. Bài trốn rồi, xem nào, bên đấy. Ok, vậy thì em bảo mọi người đi hướng đấy, đi hướng bên đấy. Bảo mọi người đi tìm nút bài. Chúng nghĩ là chúng ta không cần phải tìm nút người cuối cùng đâu. Vì chúng ta đoàn nào cũng đang bị truy nã mà. Nên một người, 1-2 người sống sót không quan trọng. Quan trọng bây giờ là phải đánh cái đồ cướp được đi. Quan trọng là no witnesses. Đấy, quan trọng cái vấn đề quan trọng ở đây là no witnesses. Có nghĩa là ý là nếu mà bà ấy còn sống để mà kể về cái vụ này thì sau đó ta sẽ kiểm tra và kiểm giá kỹ hơn. Mình không thể thực hiện lại cái trick này nữa, anh hiểu không? Đó. Thế cũng được. Nên là phải túm được cái bà mà gọi là biết về cái vấn đề là mình giả trang và kiểm giả. Phải túm bà ấy về đây. Còn cái ông pháp sư chạy đi rồi sao đây? Ông ấy chết rồi, bị mất rồi. Ngấm rồi. Đó, nên là em bảo mọi người đi tìm bà ấy. Ok, vậy thì chúng ta sẽ theo initiative nếu như ai muốn đuổi. Tất cả mọi người, thực ra là William có thể chỉ cái vị trí của bà này đang ở đâu cho mọi người. Pinpoint cho mọi người thôi. Những bà ấy sẽ vẫn tiếp tục chạy tiếp. Ok. Hey, sẽ hỏi rồi William. William, còn bà Phương đâu? Bà Phương chạy về hướng nào? Bà Phương chạy về bên trái, thì bên trái của cái xe, mọi người đuổi theo. Đây, trái của thì xe. Tại vì mọi người là đã biết được vị trí của bà ấy rồi, nên là Thiện sẽ để lại cái hình token lên map. Nhưng mà bà ấy vẫn đang tàng hình, nên là khi đánh sẽ bị disadvantage nếu mà có muốn đánh. Bắt là được rồi, túm mà hót cổ được. Đánh ngất được. Muốn làm gì cũng được. Được. Nhưng mà vẫn phải để đánh ngất thì vẫn phải hết máu. Mới có thể chọn là ngất hay giết. Thì sẽ di chuyển đây. Chúng ta đừng đánh mày, đánh mày là hết, làm mất spell của em ấy. Nên là mọi người cứ trói mày lại được. 30 feet. Khi đi vào rừng, khi đi vào lùm cây, từ cái chỗ này là mỗi ô sẽ thành 10 feet. Em có thể dùng hành động dash chạy nhanh hơn để thêm được 30 nữa. Em muốn làm như vậy không? Có dash lên. 10, 20, 30 nữa đến được đấy. Nhưng mà đã mất hành động rồi. Mất tốc lực. Cô tiếp tục chạy đi. Em có làm gì không?
Cô dạy anh đấy. Cô ấy không bị dash. Dash. 30 là thực ra thêm một ô nữa đấy. Zaka có muốn làm gì không? Khi mà cô chạy khỏi tầm với Zaka, em dash theo. À, ok. Thế thì tất cả mọi người hiện tại tiện hỏi là có làm gì ngoài việc đuổi không? Tại vì... ok. Thế thì những ai làm gì khác việc đuổi? Có thể nói với tiện. Ok, Small bây giờ đang khá là yếu máu rồi. Thì Small quyết định trở về xe để nghỉ ngơi. Round Rock với cả William có làm gì khác không? Có. Đầu tiên thì em sẽ di chuyển. Thì em sẽ cho bạn ấy một cái Unsettling Word. Cắt một cái Tasha Hidden Mockery. Tôi thích cười chị cười bài nghe. Thì chị cười remind. Cái đấy có yêu cầu em phải nhìn thấy target không? Mình không nhìn thấy bài ấy hả anh? Không, bài tăng hình. À ừ, đúng rồi, bài tăng hình nhỉ. Thôi kệ bài. Nói chung là bài noob. Mình có thể cast một cái Minor Illusion. Đúng rồi, mọi người cast một cái Minor Illusion. Tạo ra một cái block ngay trước mặt bài, chắn đường bài đi. Ok, còn Run Rock có phương pháp giải quyết nào không? Nếu mà em muốn tấn công bằng shortbow là em phải thấy bài đó đúng không? Em có thể tấn công không thấy, bị disadvantage. Rồi, tầm là 95 feet. Cái shortbow bắn của vẫn trong tầm bắn hả? Vẫn bắn được, bị disadvantage. Thì nếu dùng steady aim thì có lấy lại advantage không? Thì bình thường. Ok. Tết cộng disadvantage là bằng straight roll. Chắc đứng từ đây mà steady aim thôi. Ok, bắn bình thường. Cái này thì không có advantage và không có đồng đội đứng cạnh địch nên là sẽ không có sneak nữa. Đúng đi nếu. 22. Em tưởng bắn stick thì chỉ cần có advantage là được mà anh. Nhưng không có advantage tại vì vừa có advantage vừa có disadvantage nên nó hủy nhau. Sẽ bắn lần sau. Ok. Rồi, sẽ xem là bà có mất phép tăng hình không? Có Runner Rock có sneak attack không anh? Không. Phát vừa rồi không có sneak. Ok. À, bà bị trừ 1d6 anh. Nice. 1d6 là cái set tiếp theo. Rồi, mất tăng hình. Thì có thể chạy nhưng không thể thoát đâu. À, và bài bị suffocation rồi, hết suffocation. Nhưng và với như vậy thì Thiện sẽ tua nhanh các đoạn về sau với việc mà bà ấy mất tăng hình. Mọi người đuổi việc đuổi nó dễ dàng hơn và William cũng có thể dùng các cái phép kiểm soát bà ấy dễ hơn nên là đã tóm được bà ấy. Và mọi người quyết định là làm gì? Xử tử hay là đánh ngất hay là làm gì? Chói bà ấy mang người nhanh chạy thôi. Xử tử đi, tôi có không phải mang mày bắn luôn lệ chứ trời ơi. Ông về là bắp chạy phu nhân này sao mà. Anh ba trong tim là gì đây? Anh ngẩn thế. Thôi anh ba thôi. Nhưng mà mọi người chúng ta có nên đem cái đống kho báu này về cho boss hay là chúng mình sẽ chia nhau? Thực ra thì nếu mà gọi là đúng tinh thần anh em thì nên mang về, bởi vì cái việc mà mình là một đám bandit thì mình lấy đồ riêng chạy là dễ bị truy nã, kiểu là mình vừa bị truy nã bởi chính quyền vừa bị truy nã của băng cướp là không sống ở đâu. Mình không cần phải đem về hết đúng không? Phi tang nữa. Nếu có thể mang về một phần được. Mình cũng không cần phải đem về hết. Mình chúng ta có thể xử từ bà kia và chúng ta giấu đi một ít châu báu, bởi vì nếu mà bà kia còn sống trở về ấy, thì bà kia sẽ nói ra tổng số là có bao nhiêu để chúng ta mang bà ấy về trại. Thì chúng ta kiểm tra kho báu trước đi đã. Kiểm tra kho báu trước đi đã. Chúng ta sẽ mở đến cái xe số 2, mở cánh cửa ra. Zara sẽ là người mở, bởi Zara là sẽ là người tăng nhất nên là Zara sẽ bước đến và mở cửa ra đề phòng là có 7. Khi mà mọi người kiểm tra số kho báu thì vàng bạc đá quý cũng khó có thể là xem được chính xác là trị giá là bao nhiêu, nhưng mà mọi người ước lượng thì khoảng rơi vào khoảng 800 đến 1000 vàng. Trong cái thế giới này thì một vàng là sống được khoảng 2 ngày, 1 ngày 2 ngày. Bình thường một người dân commoner làm việc một ngày, wage của họ sẽ được 1 SP, được 1 silver. Một silver là 1/10 vàng. 10 vàng. Đó, họ làm 1 tháng được 3 vàng chưa tính tiền ăn uống của họ. Chúng ta đem về 50% còn lại chia cho 5 người, mỗi người 100 vàng. Từ từ. 3 tỷ. 3 tỷ. Việt Nam đồng. Nona nếu mà quy đổi ra tiền Việt Nam rồi vậy. Jesus Christ. Thực ra không phải là giàu lắm. Thực ra thì đối với cả tiêu chuẩn bảo hiểm giả thì nó là bình thường. Còn đối với tiêu chuẩn rất nhiều ấy. Thế thì sao William? Chúng mình sẽ dựa vào bộ não của người, bộ não to nhất trong đây. Tại sao mọi người lại dựa vào não chim? Quyết định vấn. Literally dùng não chim để quyết định vấn đề quan trọng của team. Thực ra đây cũng không muốn giết bài lắm, kiểu nó là vấn đề liên quan đến moral. Mọi tùy mọi người thôi, tôi sẽ có thể đánh ngất bài. À không, mà bắt buộc phải giết đâu. Đây là bài. Bắt buộc phải giết bởi vì khai ra thấy mặt có bao nhiêu vàng. Thấy mặt rồi. Chúng ta không thể giết nó. Trừ khi nào mình có thể cắt lưỡi bài ấy, kiểu dạ. Không, cắt lưỡi bài có phương pháp cắt, bài mới biết được mà, đúng không? Alignment của tôi là evil, tôi giết cho. Tôi không có cắn rứt lương tâm đâu. Ok, mời anh. Ok, mời anh. Và cái lượng
vàng đấy mọi người đem về hết hay là đem về một phần hay là tự đi trốn? Đem về một nửa. Ok, vậy thì Thiện sẽ đưa ra những lời kết của cái one shot này. Okay. Sau khi toán cướp 5 người đã làm một cái trận chiến đẫm máu trong rừng, 3 người bảo hộ cho chuyến xe này đều bỏ mạng ngổn ngang, thì họ đã đánh cái xe và đi đến một cái chỗ bí mật để giấu một phần cái lượng đá quý trong này, thì là vào rừng chôn dưới đất, một cái chỗ mà mọi người đều có thể ghi nhớ. Tất nhiên là vẽ một cái map, vẽ chữ X rồi. Tức cắn vậy rồi đúng không? Xong rồi cắt cái map ra 5 mảnh, mỗi người chỉ có 1 mảnh thôi. Xong rồi ông bảo đi cái định gì đấy, còn lại lấy ta một kho báu ấy. Cảm mọi người luôn. Đem một nửa còn lại về cho băng cướp. Tên trùm này cũng hả hê lắm. Tất nhiên là làm một cái bữa thịnh soạn, không chỉ thịt sóc mà bây giờ làm thịt nghệ trâu, thịt bò các thứ, vỗ vai khen. Nhưng mà tất nhiên mọi người vẫn có những cái kế hoạch riêng, là khi nào mà làm một vài phi vụ nữa cứ kiếm thêm rồi lại tích dần, đến khi nào đấy sẽ ra khỏi cái băng cướp nhỏ lẻ này và tự tạo ra danh tiếng của mình trong cái thế giới. Và với như vậy chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện one shot vụ cướp trong tuần. Cảm ơn mọi người đã chơi cái one shot tối nay cùng với Thiện, cùng với nhau, nên đã có một thời gian rất là vui. Hy vọng mọi người đã hiểu thêm được cái cách chơi D&D và cái cách nhập vai cũng như là combat, thú của D&D là cái sự phi tuyến tính của nó, và mình có thể tự tham gia kể những câu chuyện của mình. Đó. Mình cũng cảm ơn anh Thích lại mọi người đã cùng nhau chơi cái D&D. Đây là lần đầu mình chơi nên là mình có nước nên là mọi người bỏ qua. Không sao mà chung là mọi người lần đầu chơi mà không chết ai là vui rồi. Technically có chết nhưng mà đấy là chồng mơ. Không ai chết đâu, em có Unimap mà không chết được. Là em đọc kỹ một hồi em nhận ra là cái spell rồi, con kháng, em có cả spell kháng xét, cái silence của em kháng xét được. Đúng rồi, kháng thunder nha. Đúng rồi, kháng thunder đúng. Kháng thunder vậy là ba phát tôi bị dính. Mọi người có thể là tiếp tục đăng ký các cái one shot trong server để chơi thêm, hoặc là có thể tìm một cái campaign dài, một câu chuyện dài hơn, không chỉ gói gọn trong một buổi nhưng mà hình như hôm nay nữa, có thể trong là server hoặc là cũng có thể tìm offline. Nhưng mà mọi người đã thấy đây là một cái game thú vị và có tiềm năng, vui vẻ cùng với lan tỏa cái niềm vui về game này với mọi người khác. Anh thấy mọi cái là nếu mà giả sử nhân vật mình chết thì là có nghĩa là chết luôn không? Khi mà nhân vật mình chết, anh có làm cái video cái này, nhưng mà thôi anh cứ giải thích thêm cũng được. Khi mà nhân vật mình chết thì thường trong cái việc D&D một cái campaign dài, một cái one shot thì tại vì mình chơi ngắn nên là chết thì thôi, không chơi nữa, có thể như vậy. Nhưng mà câu chuyện dài kể từ tuần này sang tuần khác cùng chơi với nhau thì có thể là mỗi cái bàn chơi nó sẽ một khác. Có nhiều, rất nhiều bàn chơi sẽ là chết thì thôi, câu chuyện nó có thể là chưa hoàn thành, cái backstory, cái mong muốn, cái nguyện vọng của nhân vật đấy chưa được hoàn thành. Nhưng mà đây là một câu chuyện đi mạo hiểm, đi phiêu lưu, cái chết thì nó cũng là có số. Và có thể là những cái người khác cùng chơi với mình hoặc là những cái NPC sẽ thương tiếc và thương nhớ, và mình sẽ tạo một cái nhân vật khác để đi làm một câu chuyện mới. Cũng có thể nếu mà khi mà mình là level cao rồi, hoặc là có cái sự can thiệp của câu chuyện fantasy mà thần linh gì đấy, họ đang, một người mà đang làm một cái quest cứu thế giới hay cái gì quần què gì đấy rất là nghiêm trọng và quan trọng, thì có thể là thần linh can thiệp phải đi qua địa ngục hay thế nào đấy, tùy người kể chuyện, tùy người chơi, xong rồi có thể sống dậy, có thể là sống dậy đến khi làm được hết nhiệm vụ thì sẽ lại ra đi. Đấy là câu chuyện mà mỗi người mình kể ra, có thể là nhờ Game of Thrones rồi Witcher, muốn thế nào cũng được, chuyện fantasy muốn nghĩ ra cái gì chả được. Hoặc tất nhiên có thể có những kiểu chơi như là chơi như video game, chết rồi respawn lại cũng được, nhưng mà Thiện cảm thấy personally thì Thiện thấy kiểu đấy nó không hay bằng, nó không vui, không có cái cân nặng vào cái việc câu chuyện. Còn nếu bạn muốn chơi game nhập vai nhưng ngại không có người dẫn thì xem cách chơi game Fiasco nào.